Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 31, ảo giác. Lương Vương tỉnh lại rồi, lại lăn từ trên giường xuống, hai mắt hắn phiếm hồng, giống như bị ma nhập, lăn qua lăn lại trên mặt đất, trong miệng không ngừng kêu a a a, chân thì không cách nào động đậy, hai tay không ngừng vung vẩy, giống như một bệnh nhân nổi điên. Cút đi, cút đi. Công nhân muốn tiến lên đỡ hắn, lại bị hắn dùng sức vung tay đuổi đi, chỉ thấy vẻ mặt hắn đỏ bừng, người tuy có thần trí nhưng lại vô cùng điên cuồng. Toàn nhi, hoàng hậu nhanh chóng chạy tới, cúi người kéo hắn, lương vương lại dùng sức đẩy, làm bà ta ngã trên mặt đất. Dù ma ma vội vàng đỡ hoàng hậu dậy, hoàng thái hậu thì hô gọi ngự y, còn ngơ ra đó làm gì. Mau tới xem đi, cút đi, lương vương giống như kẻ điên, nhưng cũng phải nói với ngự y, hai tay quơ trên không trung, ánh mắt hoảng sợ, dường như trong đó có người nào hoặc thứ gì đáng sợ tồn tại vậy ngay cả mộ dung khanh định bước lên phía trước cũng bị hắn đuổi đi. Hắn nằm dạp trên đất, hai chân không ngừng dịch về phía sau, cả người kinh ngạc ổn định lại một lúc, mọi người cho là hắn tỉnh táo lại rồi thì hắn lại chợt hô to, cút đi, không phải bản vương giết các người, các người muốn báo thù thì tìm người giết các người ấy. Thương Mai thấy vậy, cũng hiểu được phần nào, sau khi chứng động kinh phát ra, một số người sẽ sinh ra hiện tượng điên cuồng và ảo giác, mà não bộ của hắn thiếu dưỡng khí cũng sẽ xuất hiện ảo giác. Lúc này, bệnh nhân rất nguy hiểm, bởi vì dây thần kinh đau sẽ bị tê liệt, động tác điên cuồng sẽ tương đối thô bạo, tự làm mình bị thương cũng không biết. Với cả, bản thân hắn bị thương ở đùi và cổ, tuy nói cố định rồi, nhưng vẫn không chịu nổi việc hành hạ như vậy. Nhất định phải nhanh chóng thi châm phong huyệt, sau đó đâm huyệt lấy máu, để hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhưng mà, Hoàng Thái Hậu vẫn ở đây, nhất định sẽ không cho cô ra tay. Tuy nhiên, làm thầy thuốc, cô không thể nào trơ mắt nhìn Lương Vương Lâm vào nguy hiểm lần nữa. Cô tránh thoát cung vệ, nhanh chân xông tới. Quý Thái Phi cả giận nói, nhanh bắt lấy nàng. Audio điện tử võ tấn bền. Thương Mai cũng ngồi xổm xuống bên người Lương Vương, đưa lưng về phía hắn rồi vung quyền trong không khí, lui ra, có ta ở đây, đừng mơ tưởng làm tổn thương Lương Vương. Lương Vương lập tức tránh ra sau lưng cô, giống như một cô vợ nhỏ, lặng lẽ thò đầu ra, nhưng ánh mắt đã không còn hoảng sợ như trước nữa tất cả mọi người đều bình tĩnh lại lương vương phát bệnh nói nhăng nói cuội thì thôi còn hạ thương mai này có phải cũng điên rồi không nếu không điên vậy thì hẳn là cô nhìn được một vài thứ mà người ngoài không thấy được là quỷ sao vừa nghĩ thế mọi người ở đây đều cực kỳ sợ hãi ngay cả hoàng thái hậu và quý thái phi cũng đứng im nhất thời không lên tiếng chỉ lặng lặng đứng nhìn hạ thương mai cung vệ được quý thái phi phân phó cũng ngạc nhiên lẫn nghi ngờ không biết có nên bước tới hay không. Mộ dung khanh ngăn cung vệ lại, nhìn vẻ mặt của lương vương, phất tay nói khẽ, lui xuống trước đi. Hoàng hậu bị dọa sợ, nhìn không khí trước mặt thương mai, lẩm bẩm trời ạ, à, oan hồn, là oan hồn. Nhất định là có quỷ, trong cung này có rất nhiều oan hồn, nhất định là những oan hồn này ám lên người toàn nhi. Thương mai quay đầu, nắm tay lương vương nhẹ giọng an ủi, vương ra đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không ai làm hai người. Lương Vương kinh ngạc nhìn cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mày khẽ nhíu, dường như đang nhớ lại xem cô là ai. Đột nhiên, hắn mở choàng mắt, bên trong hằn tơ máu, một tay bóp lấy cổ co, gương mặt vô cùng dữ tợn, hung hăng nói, hạ thương mai. Nhưng cũng trong nháy mắt, tay của hắn từ từ trượt khỏi cổ hạ thương mai, thương mai đã tranh thủ thời điểm bị hắn bóp cổ mà nhanh chóng thi châm. Đầu của hắn lệch ra, gối lên bờ vai của thương mai, người không hôn mê, nhưng lộ ra vẻ mệt mỏi bất lực. Mau đỡ vương ra lên, trái tim treo lên cổ họng của hoàng hậu cuối cùng cũng rơi xuống, vội vàng sai người tiến tới, cung vệ đưa lương vương lên giường, sau khi lương vương tỉnh táo lại, vẻ mặt lộ ra thống khổ, hô hấp càng khó khăn hơn so với lúc hôn mê. Hai tay của hắn trống ở đầu, vô lực gõ, một tiếng lại một tiếng, lúc hắn động, hô hấp lại càng thêm khó khăn. Còn ngơ ra đó làm gì? Mau xem tình hình của vương gia thế nào." Hoàng thái hậu giận dữ nói với Ngự Y. Viện phán vội vàng dẫn đầu đám Ngự Y tiến lên, sự cố trong nháy mắt này khiến Viện phán và Ngự Y đều có chút không nghĩ ra, nhất là màn gặp quỷ kia. Sau khi kiểm tra xong, bọn họ cũng không thể phát hiện vấn đề nằm ở chỗ nào, tại sao Lương vương lại phát điên, sợ hãi giống như gặp quỷ vậy, khi đó hô hấp của hắn cực kỳ thông thuận, sức lực lớn vô cùng, không hề giống dáng vẻ ốm đau bệnh tật đến không thể thở nổi trước đó. Trong lòng bọn họ đã cảm thấy bệnh của Lương Vương không đơn giản như vậy, nhất là vừa rồi hoàng hậu còn nói mời pháp sư, liên tưởng trước sau, vì sao Lương Vương lại mắc chứng động kinh như vậy? Còn tái phát nhiều lần. Cộng thêm bây giờ nhìn vẻ mặt Lương Vương hết sức thống khổ, con mắt nhìn thẳng, sắc mặt trắng bệch, há to mồm hô hấp, cơ thể nâng lên lại hạ xuống, khá giống với dáng vẻ gặp phải quỷ. Cho nên, có một ngự y trong đó run rẩy nói, "Hoàng thái hậu, hay là mời pháp sư tới xem một chút?" nói hưu nói vượn, hoàng hậu đột nhiên giận dữ, nhưng trong cơn giận dữ, ánh mắt cũng bối rối không thôi. Hành động này làm cho hoàng thái hậu và quý thái phi cũng liếc nhìn. Mộ dung khanh lại hỏi thương mai, vì sao lương vương lại xuất hiện tình trạng này? Hoàng hậu cũng nhìn chầm chầm vào thương mai, dáng vẻ đứng ngồi không yên, gương mặt hoảng sợ, bà ta ngoài mạnh trong yếu nói, người không được nói bậy, bệnh tình của lương vương rốt cuộc là sao? Bà ta nhấn mạnh hai chữ bệnh tình, dường như chỉ sợ nghe được hai chữ gặp quỷ từ trong miệng thương mai. Thương mai đáp, bẩm hoàng hậu, đúng như thần nữ vừa mới nói, đó là di chứng xuất hiện sau một cơn động kinh của điện hạ, đầu tiên là thích ngủ, sau khi tỉnh lại sẽ có triệu chứng đau đầu, đau bụng, về phần hành động vừa rồi của lương vương thì thuộc diện một số người có thể nảy sinh hành động điên cuồng và ảo giác, cộng thêm não bộ của lương vương thiếu dưỡng khí, sẽ để cho người sinh ra ảo giác, vừa rồi sợ hãi là do vương gia nhìn thấy ảo ảnh, chứ không phải gặp quỷ gì cả, chỉ cần trị liệu, không cần mời pháp sư. Vẻ mặt hoàng hậu lúc này mới bình tĩnh lại, người nói, đây là do bệnh của vương gia nên mới thành. Vâng, lúc đầu lương vương thiếu dưỡng khí trầm trọng, cộng thêm vừa nóng nảy cuồng loạn một phen, bị kích thích nên càng thiếu dưỡng khí hơn, cho nên mới nảy sinh ảo giác. Viện phán lại nói, không đúng, trước người nói với bản quan là thiếu dưỡng khí sẽ dẫn đến hô hấp khó khăn, nhưng vừa rồi lúc lương vương điện hạ phát cuồng, không hề xuất hiện triệu chứng khó khăn về hô hấp đó. Hiện tại, viện phán cũng không dám ủng hộ cô, nơi này không phải do Nhiếp Chính Vương làm chủ nữa, Hoàng thái hậu đã tới, tất cả đều phải nghe theo sắp xếp của Hoàng thái hậu. Thương Mai nói thẳng, đây chính là chỗ nguy hiểm, khi người ta phát điên hoặc xuất hiện ảo giác, dây thần kinh sẽ tê liệt, khiến cho bọn họ không thấy đau đớn hay thân thể khó chịu gì, trong quá trình này, nếu như không được trấn áp ngay lập tức thì sẽ có khả năng tử vọng tại chỗ to gan, hoàng thái hậu nghiêm nghị quát lớn, dám nói những lời xui xẻo, đại nghịch bất đạo như vậy ngay trước mặt ai ra. Thương Mai lập tức bối rối, cô không rõ lắm mấy điều cấm kỵ trong hoàng cung, nên vội vàng quỳ xuống, hoàng thái hậu thứ tội, thần nữ lỡ lời. chương 32, chuẩn bị hậu sự. Mộ Dung Khanh biết nếu cứ kéo dài như vậy mãi, lương vương chắc chắn sẽ nguy hiểm, hắn quyết định giải quyết dứt khoát, vì thế hắn hỏi thương mai cần bao lâu lương vương mới thoát khỏi tình hình nguy hiểm. Thương mai hơi do dự nói, bây giờ vẫn chưa thể nói chính xác được, phải xem thử lương vương điện hạ có xuất hiện viêm phổi cấp tính hay không. Ba ngày, mộ dung khanh cũng không có ý định để cô nói quanh co, ép cô đưa ra thời gian cụ thể. Thương mai nhanh chóng suy nghĩ thầm trong đầu, nếu có người giúp đỡ cô thì chắc là có thể giúp lương vương thoát khỏi nguy hiểm trong vòng ba ngày, nhưng mà người y có giúp cô không? chỉ e bây giờ ngay cả viện phán cũng không đứng về phía cô nói chuyện mộ dung khanh đột nhiên nghiêm túc lạnh lùng nói người cầm sao thương mai đành bất đắc dĩ nói vâng ba ngày mộ dung khanh gật đầu nhìn hoàng thái hậu nói mẫu hậu nếu nàng đã hứa rằng trong vòng ba ngày sẽ làm cho toàn thoát khỏi nguy hiểm thì cứ cho nàng ta thời gian ba ngày người thấy thế nào tuy hắn đang hỏi ý kiến nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn hoàng thái hậu không nói tiếng nào chỉ lạnh nhạt liếc nhìn quý thái phi quý thái phi hiểu ý hoàng thái hậu bà đang định nói chuyện mộ dung khanh lại đột nhiên xoay người nói nếu mẫu hậu đã đồng ý vậy thì cứ làm theo ý của bổn vương ba ngày này tất cả ngự y trong thái y viện thay phiên nhau canh giữ lương vương điện hạ cùng với hạ thương mai bổn vương cũng sẽ tạm thời ở trường sinh điện nếu có bất cứ tin tức gì dù là lúc nào cũng nhất định phải bẩm báo cho bổn vương trừ những người được chỉ định hầu hạ ra tất cả những người không liên quan trong cung không được phép đến vần trường sinh điện kẻ trái lệnh trảm đây là lần đầu tiên thương mai nhìn thấy mộ dung khanh làm việc quyết đoán đến như thế hoàng thái hậu không hề đồng ý nhưng mà hắn lại cố ý giải nghĩ ý của hoàng thái hậu tính tình mạnh mẽ ngang ngược như thế thật đúng là làm cho thương mai cảm thấy cực kỳ sung sướng một câu kẻ trái lệnh trảm làm tất cả mọi người đều ý thức được nhiếp chính vương làm thật hắn cũng đang sử dụng quyền lực mà hoàng đế giao cho hắn, ngay cả hoàng thái hậu hắn cũng không quá coi trọng. Sắc mặt hoàng thái hậu thay đổi liên tục, cuối cùng nặn ra một nụ cười cứng đờ, được, nếu nhiếp chính vương đã ra lệnh, vậy thì nghe theo con, cho nàng ta ba ngày, nếu ba ngày sau toàn còn chưa có chuyển biến tốt, giết không tha. Nói xong, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống mặt thương mai nói tiếp, nếu ngươi lập công, chữa khỏi cho lương vương, ai ra sẽ tự tay hạ chỉ, gả ngươi cho nhiếp chính vương làm phi. Lời này nói cho Thương Mai nghe, cũng nói cho Mộ Dung Khanh nghe, để hắn không thể đổi ý được. Thương Mai không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể quỳ xuống tạ ơn, thần nữ tạ ân điển của Hoàng Thái Hậu. Thái tử nhìn chằm chằm Thương Mai bằng ánh mắt âm trầm, nở nụ cười đắc ý, mà kệ kết quả như thế nào thì đều có lợi cho hắn. Thật ra bây giờ hắn lại hy vọng Hạ Thương Mai thật sự có thể chữa trị cho tên vô dụng này, tuy rằng không thể giết chết Hạ Thương Mai, nhưng mà lại có thể làm xấu mặt của Mộ Dung Khanh, vì cưới một kẻ bị mọi người chê trách làm phi, sau này danh vọng của hắn ta chắc chắn sẽ tụt dốc. Hơn nữa còn không có cách nào dựa vào cách cưới chính phi để giành được sự ủng hộ của nhà mẹ đẻ chính phi, hắn ta đã bỏ lỡ mất một cơ hội rất tốt. Hoàng hậu vẻ mặt không chút biểu cảm nào, bây giờ đã không đến lượt bà lên tiếng. Quý thái phi nhìn thương mai bằng ánh mắt chán ghét, bà đương nhiên không hề mong Lương Vương chết, bởi vì Lương Vương chết, Mộ Dung Khanh sẽ có sai lầm khi đưa ra quyết định là chính hắn cực lực đề cử hạ thương mai chữa bệnh cho lương vương. Nhưng mà lương vương không chết, hạ thương mai sẽ trở thành con dâu của bà, chỉ cần nghĩ đến đây bà lại cảm thấy cực kỳ chán ghét. Hoàng Thái Hậu truyền vài ngự y và viện phán vào điện, Quý Thái Phi và Hoàng Hậu cũng vào theo. Còn mộ dung khanh, Hoàng Thái Hậu bảo hắn canh giữ ở ngoài, ý là không muốn cho hắn nghe. Hoàng Thái Hậu ngồi ở giữa, mặt mày tái mét, người nói, bây giờ tình hình của Lương Vương như thế nào? Thái y viện của các người có cách nào không? Viện phán do dự, tính toán thiệt hơn thầm trong đầu, ông ta cũng không có cách nào khác, bệnh của lương vương cứ tái đi tái lại, lại phát bệnh lần nữa, cảnh vừa mới nhìn thấy lúc nãy, cái gì mà thiếu oxy này nọ ông ta chưa từng nghe nói qua, cho nên không thể đặt hy vọng lên một nữ nhân, đặc biệt là nàng ta còn nói dối rằng bản thân là truyền nhân của ôn ý, đúng là ăn nói hàm hồ. Tình hình của lương vương ông ta cũng không quá rõ, nhưng mà xem từ hô hấp và mạch đập thì đã không xong rồi, ông ta cũng không tin là hạ thương mai còn có cách có thể xoay chuyển trời đất. Nói, Hoàng Thái Hậu thấy cả đám đều ngậm miệng không nói tiếng nào, tức giận, tình hình như thế nào thì cứ việc nói thẳng ra, cho dù có lời nói đại nghịch bất đạo, ai ra cũng miễn tội cho các ngươi, ai ra chỉ muốn biết tình hình hiện tại của hắn. Viện phán quỳ xuống, ngẩng đầu nói thẳng, bẩm Hoàng Thái Hậu, nếu đã thế thần xin phép nói thẳng, bệnh tình của Lương Vương Điện Hạ vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là bây giờ người đã không thể thở nổi, mạch đập yếu ớt, khi có khi không, tay chân lại lạnh ngắt, sắc mặt lúc tái nhợt lúc tím xanh, đây là dấu hiệu sắp ra đi. Hoàng hậu nghe ngự y nói thế, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa đã ngất đi. Bà hai tay ôm mặt lại khóc giống lên. Hoàng thái hậu cũng vô cùng đau thương, môi bà khẽ run run, nhìn chằm chằm viện phán thật sự không còn cách nào nữa sao. Viện phán khó xử, Hoàng Thái Hậu, bệnh của Lương Vương Điện Hạ quá hung hiểm, bọn thần thật sự bó tay không còn cách nào. Người nói còn khoảng bao nhiêu thời gian nữa? Hoàng Thái Hậu hỏi. Viện phán nói, thần dự đoán chưa chắc có thể qua nổi sáng sớm ngày mai. Hoàng Thái Hậu thở dài, đứng dậy, lảo đảo muốn ngã, quý Thái Phi vội vàng đỡ lấy, tỷ tỷ đừng quá đau buồn, toàn nhi là người có phúc, nhất định sẽ được trời cao phù hộ. Mắt Hoàng Thái Hậu lặng lẽ lướt qua chút ướt ách, mặt mày xám trắng, một lúc lâu sau mới nói ra lệnh chuẩn bị chuyện hậu sự đi. Hoàng hậu hoảng sợ đứng bật dậy, không, mẫu hậu, hạ thương mai chẳng phải nói có cách sao? Nàng nói ba ngày sau toàn sẽ khỏe lại, mấy chuyện hậu sự này không thể chuẩn bị trước được. Nếu hạ thương mai, hoàng thái hậu lạnh lùng ngắt lời bà ta, ai ra thấy người hồ đồ rồi? Người ngay cả thái y viện cũng trị không khỏi, người nói một nữ tử ở khuê phòng có thể trị khỏi sao? Những lời này của người chỉ nói ở đây thôi thì được nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ cười rụng răng, ngươi là đương kim hoàng hậu vậy mà lại đi tin mấy lời nói ba hoa của loại nữ nhân bụng giả khó lường kia, thông minh của ngươi chạy đi đâu rồi. Ngươi còn là mẹ ruột của thái tử, nếu truyền ra ngoài, thanh danh của ngươi và thái tử đều sẽ bị tổn hại, lát nữa ai ra sẽ tống cổ hạ thương mai kia ra ngoài, khanh cũng thật là, sao lại tin nàng ta chứ. Lúc bà nói câu cuối cùng còn lạnh nhạt liếc nhìn quý thái phi, quý thái phi cúi đầu không dám nói gì, nhưng mà sắc mặt cũng chẳng đẹp đẽ gì hoàng hậu khóc thảm thút thít nói mẫu hậu thần thiếp mặc kệ người khác nói như thế nào tóm lại hạ thương mai nói có thể cứu được hoàng nhi thần thiếp thà rằng ôm chút hy vọng mỏng manh này hơn nữa vương gia cũng đã hứa sẽ để hạ thương mai ở lại đây ba ngày sao không cho bọn họ ba ngày chứ cho dù chỉ có một chút hy vọng thần thiếp cũng không muốn từ bỏ nói xong lại khóc nức nở quỳ xuống lại sát đất nói mẫu hậu toàn cũng là đứa cháu mà ngài thương nhất mà Ngài thật sự nhẫn tâm để kẻ đầu bạc tiến người đầu xanh sao? Hoàng thái hậu nghe mà vô cùng đau lòng, đúng là mộ Dung toàn là đứa cháu mà bà thương yêu nhất, đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất khó khăn, vừa mới bị hủy hôn, lại còn mắc phải căn bệnh này, nếu như cứ như vậy mà chết đi, chính bản thân bà cũng đau lòng chết mất. Chương 33: Lời nói trước khi chết của Lương Vương. Quý thái phi nhịn không được hỏi viện phán, Lương Vương không phải mắc bệnh động kinh sao? Sao lại nghiêm trọng như thế? ai ra từng nghe nói qua bệnh động kinh, dân gian cũng có rất nhiều người mắc mà. Bệnh động kinh này tuy không quá phổ biến nhưng mà trong dân gian cũng thường xuyên nghe thấy, không thể nghiêm trọng như vậy. Viện phán giải thích, bẩm quý thái phi, lúc phát bệnh động kinh nếu xử lý tốt đương nhiên không quá lo, nhưng nếu xử lý không tốt thì sẽ để lại rất nhiều di chứng. Trên thực tế ở dân gian có rất nhiều người mắc bệnh động kinh đều không thở được chết ngay tại chỗ, còn điện hạ lại bị nghiêm trọng như thế là vì liên tục phát bệnh trong thời gian ngắn. Hắn dừng một lúc, nhớ đến lời Thương Mai nói, lại bổ sung, hơn nữa lúc Lương Vương phát bệnh có nước bọt hoặc máu sặc vào trong khí quản và phổi làm cho phổi bị nhiễm khuẩn yếu đi, không thể thở nổi, cho nên mới nặng lên. Ngoài điện, Thương Mai ngồi trông nom cạnh Lương Vương, xoa bóp hai chân cho hắn, lúc bị động kinh cơ thể sẽ căng thẳng, cơ bắp không thả lỏng được, thông qua việc xoa bóp sẽ kích thích giảm bớt cảm giác khó chịu này. Lương Vương hít thở vẫn còn rất khó khăn đã mấy lần thương mai định lấy kim châm ra châm cứu cho hắn, nhưng mà vì mộ dung khanh vẫn chưa đồng ý nên cô cũng không dám hành động tùy tiện, dù sao bây giờ chỉ có mộ dung khanh ủng hộ cô. Cô lén nhìn mộ dung khanh, hắn ngồi trên ghế thái sư, đường nét sườn mặt của hắn vô cùng rắn giỏi, sắc nét, không nhìn rõ được vẻ mặt, nhưng mà hắn không thèm nhìn cửa điện lần nào. Thương Mai đoán hắn vốn chẳng quan tâm Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu bàn luận chuyện gì ở bên trong, bởi vì hắn đã đưa ra quyết định mà quyết định này cũng sẽ không thay đổi. Hạ thương mai, lương vương thở hổn hển gọi cô. Thương mai cầm khăn tay nhẹ nhàng quạt gió cho hắn, điện hạ, có thần nữ. Ngươi, lương vương nuốt nước bọt, khó khăn quay đầu qua, nhưng mà cổ đã cứng đờ, hắn không thể nhúc nhích được, hai tay siết chặt mép dương, miễn cưỡng làm đầu hơi cử động một chút, ngươi hủy hôn, có phải là vì chán ghét bổn vương không? Thương mai lắc đầu, không, thần nữ không quen biết vương ra, sao lại ghét vương ra được chứ thần nữ chỉ là không muốn bị người khác lợi dụng cô có thể nói thẳng với lương vương bởi vì chuyện hủy hôn đã xảy ra nếu cô bào chữa quá nhiều người khác chỉ cảm thấy cô rất giả tạo đặc biệt nhiếp chính vương còn đang ở cạnh nghe lương vương cúi thấp đầu xuống gương mặt tái nhật dần dần xuất hiện ý cười một nụ cười hài lòng vậy là được rồi bổn vương tha thứ cho ngươi thương mai kinh ngạc nhìn hắn hắn nói tha thứ cho cô sao Chuyện hủy hôn này đã kích hắn rất lớn, làm hắn mất hết mặt mũi, hắn nói tha thứ cho cô. Lương vương ngang ngược, hung ác, tàn bạo trong truyền thuyết lại dễ nói chuyện vậy sao? Bồn vương sẽ chết sao? Lương vương lại hỏi, nhưng mà đáy mắt hình như cũng không quá để ý. Lúc lương vương hỏi câu này, mộ dung khanh cũng quay đầu sang nhìn, hắn nhìn chằm chằm vào thương mai, dưới đáy mắt có cảm xúc rất phức tạp. Thương mai nghiêm túc nói, thân là đại phu của người, ta sẽ làm hết sức dùng hết mọi cách để giúp người sống sót. Được, Lương Vương không hỏi nữa, hắn cũng không thể hiện bản thân tin tưởng thương mai quá nhiều, chỉ giống như những người sắp chết khác, đều sẽ ôm chút hy vọng, cho dù hy vọng này trong nhận thức của hắn cũng cảm thấy là chuyện không thể. Hắn từ từ khép mắt lại, lẩm bẩm nói một câu, giọng nói rất nhỏ, gần như không thể nghe được. Nhưng mà thương mai lại nghe thấy, câu nói này đột nhiên không kịp để phòng đâm vào nơi đau nhất trong lòng cô, cô gần như nhịn không được rơi nước mắt cô nghe được câu nói kia hắn nói sống cũng được chết cũng thế cũng chẳng có bao nhiêu người quan tâm cuộc sống thế này sống hay chết cũng giống nhau thôi kiếp trước kiếp này của thương mai cũng đều cực khổ như vậy kiếp trước là thế kiếp này cũng vậy có ai từng quan tâm cô còn sống hay đã chết sao cô cố kềm nước mắt lại nhỏ giọng nói còn sống dù sao vẫn tốt hơn chết còn sống thì tất cả sẽ còn hy vọng chết rồi tất cả đều sẽ trở về với cát bụi Lương Vương không nói gì nhưng mặt mày lại vô cùng cô đơn, giống như là đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón thần chết đến. Hắn vẫn thở rất khó khăn, dùng toàn bộ sức lực hít vào một hơi, nhưng mà hơi này vẫn không thể nào thở hết được, cho nên sắc mặt của hắn cũng dần dần xanh tím. Cửa trường sinh điện mở ra, nhóm hoàng hậu ra ngoài. Hoàng thái hậu đi đến, lạnh nhạt nhìn Mộ Dung Khanh, thất vọng nói, trong lòng ai ra ngươi vẫn luôn thông minh lý trí. Nhưng mà bây giờ ngươi lại đưa ra một quyết định làm người khác vô cùng thất vọng, quyết định này sẽ làm ngươi hối hận cả đời, mà ngươi cũng phải gánh vác trách nhiệm về quyết định này. Mộ Dung Khanh không thèm ngước mắt lên, lạnh nhạt nói, mẫu hậu, ai cũng phải gánh vác trách nhiệm về quyết định của bản thân, nếu ta đã quyết định để hạ thương mai chữa trị cho toàn, mặc kệ kết quả như thế nào ta đều sẽ gánh vác. Hoàng Thái Hậu buồn bã nhìn hắn, nước mắt rưng rưng, chỉ tiếc, lòng tự phụ của ngươi lại làm cho cháu cưng của ai ra phải chịu khổ ai ra chỉ cầu xin ngươi, đến giờ phút cuối cùng này, để hắn đi cho yên bình, đừng giày vò hắn nữa. Mộ Dung Khanh không nói tiếng nào, mặt mày xa xầm, lời nói của Hoàng Thái Hậu làm cho lòng hắn cảm thấy có chút lo sợ, hắn theo bản năng liếc nhìn Thương Mai, Thương Mai cho hắn một ánh mắt tin tưởng. Thương Mai không biết vì sao lại làm như vậy, nhưng mà, nhưng mà, đó là một người nam tử kiên cường, không thể có vẻ mặt đó, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tất cả những gì thương mai dự tính khi ở ngoài cung đã dần lệch khỏi quỹ đạo, rất nhiều chuyện không phát triển theo những gì cô đã dự đoán, cuộc đời khó lường chắc là dùng để diễn tả cảnh này đi, một khi chuyện đã xảy ra thì con người không thể khống chế được, trời cao sẽ tự sắp xếp tất cả. Chuyện cô có thể làm là bình tĩnh đón nhận tất cả. Hoàng thái hậu và quý thái phi đi rồi, hoàng hậu bước lên ngồi ở trước giường lương vương, vươn tay vuốt ve mặt lương vương, thấy hắn thở khó khăn như thế, tim bà muốn vỡ vụn. Sự cao ngạo ngày trước cũng dần buông xuống, bà nhìn Thương Mai, trong mắt có xúc động bất chấp tất cả, dùng tất cả mọi cách người có cứu sống hắn, nếu không cứu sống được thì để hắn đừng quá khó chịu. Thương Mai gật đầu, hoàng hậu nương nương yên tâm, đây là thần nữ có lỗi với điện hạ, thần nữ chắc chắn dùng tất cả mọi cách để cứu điện hạ. Lương Vương đột nhiên mở to mắt nhìn Thương Mai, hơi nhíu mày khó khăn nói, "Hạ Thương Mai, ngươi không hề có lỗi với bổn vương, người bổn vương đón dâu vốn cũng không phải là ngươi." đột nhiên kéo ngươi vào chuyện này bổn vương cũng nên xin lỗi ngươi nói xong hắn lại thở hổn hển nhìn hoàng hậu mẫu hậu cả đời nhi tử cũng chưa từng cầu xin người điều gì nếu nhi tử chết đi hứa với nhi tử hai việc hắn nói chuyện rất khó khăn giống như người đang cận kề cái chết dùng toàn bộ sức lực của cơ thể để nói vậy tiếng nói đứt quáng giống như thở ra hơi này rồi sẽ không thể hít vào được nữa hoàng hậu nghe vậy mặt lại càng tái nhất bà cố nén cơn đau đớn vuốt ve mặt lương vương, đừng nói hai chuyện, cho dù một trăm chuyện mẫu hậu cũng hứa với con, nhưng mà bây giờ con đừng nói quá nhiều, nghỉ ngơi nhiều chút đi. Lương vương nở nụ cười nhợt nhạt, chuyện thứ nhất, hứa với nhi tử đừng quá đau lòng. Chuyện thứ hai, đừng giận cá chém thất với hạ thương mai, nàng không làm gì sai cả, nhi tử và nàng cũng đều là thân bất do kỳ. chương 34, Kỹ thuật dẫn lưu. Thương Mai thật sự không thể tin vào những gì cô nghe được, Cô chừng to mắt nhìn Lương Vương, hắn đang cầu xin cho cô sao? Sao lại có thể chứ? Lương Vương là người nào chứ? Người ngoài đều đồn rằng hắn hung ác ích kỷ, ngông cuồng càn rỡ, không quan tâm đến sống chết của bá tánh, chỉ cần bản thân vui vẻ, đặc biệt là đối với nữ nhân, những cơ thiếp trong phủ hắn hơn phân nửa đều là đứng bước vào nằm ngang bước ra. Mộ Dung Khanh cũng nhìn thấy sự kinh ngạc của cô, đôi môi nở nụ cười châm chọc lạnh lùng. Hoàng hậu suy sụp khóc lóc, tiếng khóc của bà thê thảm đau đớn, mang theo cảm giác cực kỳ tuyệt vọng. Thương Mai nhớ lại lần đầu tiên vào cung nhìn thấy bà, bà ngồi ngay ngắn trong chính điện, cao quý, uy nghi không bình thường, làm người ta cảm thấy vô cùng cao quý không thể chạm đến. Nhưng mà bây giờ bà lại chỉ là một người mẹ đáng thương sắp mất đi đứa con. Các bà mẹ trên thế gian đều giống nhau cả. Sau khi mộ dung khanh đưa ra cách giải quyết rồi, Duma ma đỡ hoàng hậu vào trong điện nghỉ ngơi. Người trong thái y viện đã lui hết một nửa, thay phiên nhau canh chừng, nhưng viện phán vẫn còn ở lại đó. Hạ thương mai, lại đây, mộ dung khanh đột nhiên hô. Thương mai ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen lấy bình tĩnh của hắn, thương mai đứng dậy bước đến trước mặt mộ dung khanh, vương ra có gì muốn căn dặn. Mộ dung khanh ngước mắt lên nói, bây giờ đã có thể châm cứu chưa? Thương mai ngẩn ra, châm cứu. Người nói châm cứu đâm huyệt lấy máu có thể giảm bớt cảm giác khó chịu mộ dung khanh lạnh nhạt nói thương mai vui vẻ vương gia đồng ý sao bắt đầu từ lúc này muốn dùng cách chữa trị nào người cứ việc tự quyết định là được ngự y thậm chí là viện phán sẽ cố gắng phối hợp với người lúc hắn nói chuyện ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mặt của viện phán viện phán thầm hoảng sợ trong lòng cúi đầu không dám nhìn hắn thương mai thở phào nhẹ nhõm nếu như thế không bị cản trở quá nhiều cô cũng không cần quá rẻ rặt nữa dù sao cùng lắm là chết. Bây giờ Thương Mai đã hoàn toàn quên sạch những chuyện ngoài cung, quên mất mong muốn lúc đầu khi cô vào cung chữa trị cho Lương Vương, cô là muốn để bản thân có thể sống sót, nhưng mà bây giờ cô đã biến thành bác sĩ chuyên nghiệp thời hiện đại, chuyện cô cần làm là bất chấp tất cả mọi giá cứu sống bệnh nhân của cô. Cô quay người lại, nhìn viện phán nói, đại nhân, ta muốn châm cứu, hy vọng ông có thể giúp ta một chút. Viện phán sắc mặt u tối, nói, mời đại tiểu thư ra lệnh. Thương Mai lấy bao kim châm ra, nói: Phổi có dị vật, ta muốn tống dị vật ra ngoài trước, để lương vương điện hạ có thể thở dễ dàng hơn một chút. Được, viện phán ngước mắt lại rồi lại cúi xuống ngay lập tức, tống dị vật ra. Nếu dễ dàng như thế thì vương gia cũng đã không nguy hiểm đến mức này rồi, hạ thương Mai à, những cuồng vọng ngu mốc này của ngươi cuối cùng sẽ hại chết ngươi thôi. Lúc Thương Mai vừa mới học y ra trường, vẫn còn chưa gia nhập vào đội đặc công cũng đã từng có thời gian làm bác sĩ không biên giới khoảng một năm. Cô làm bác sĩ không biên giới là vì biết được ở những nơi y dược lạc hậu kia, mạng người cực kỳ rẻ mạt, sinh con hay là viêm ruột thừa đều có thể mất mạng, có đôi khi chỉ sốt cao nhiễm trùng cũng có thể làm cho một mạng người biến mất ngay trước mắt. Bây giờ cô cũng chỉ xem bản thân như còn đang làm bác sĩ không biên giới, trong tay không có quá nhiều thuốc men để sử dụng, thứ duy nhất có thể trông cậy vào được chính là thuật châm cứu và trung y của cô. Trước khi châm cứu cô đã kê đơn thuốc, đơn thuốc kê liều rất mạnh, tất cả đều là những vị thuốc trung y hạ nhiệt kháng khuẩn là chủ. Cô cũng đổi luôn thói quen uống thuốc trung y một ngày hai lần, tăng liều lượng lên thành một ngày bốn lần, để phối hợp với việc cô châm cứu dẫn lưu. Viện phán nhìn phương thuốc, khẽ thở dài, đại tiểu thư cho rằng phương thuốc này có tác dụng sao? Phương thuốc này cũng không chỉ bệnh động kinh, thậm chí cũng không phải là thuốc lợi phổi. Đúng vậy, thương mai cũng không giải thích quá nhiều, cứ làm theo lời ta nói, ngay lập tức. Viện phán bất đắc dĩ, nhìn mộ dung khanh, mộ dung khanh lạnh lùng, nhìn bổn vương làm gì. Bổn vương cũng không phải đại phu, đi ngay. Viện phán chỉ đành đáp, vâng. Hắn đưa phương thuốc cho đồng tử, để bọn họ đi bốc thuốc sắc thuốc xong rồi đưa đến. Thương Mai tự mình ra tay, cởi quần áo lương vương ra, nhẹ nhàng nói với lương vương, vương ra, ta sẽ đỡ người nghiêng người lại, ta muốn nghe sau lưng người. Lương vương gật đầu không nói gì, sắc mặt xanh tím, hắn đã thở dốc. Ngư y và những người đang hầu hạ ở đây nhìn thấy thương mai lại dán sát lỗ tai vào phần lưng lõa lổ của lương vương, hình ảnh này thật sự không thể nhìn được, rất nhiều người đều quay đầu sang nơi khác, xấu hổ đến mức tai đỏ bừng. Đây thật sự là không biết xấu hổ, làm gì có kiểu chữa bệnh như thế này chứ. Dùng lỗ tai nghe dù sao cũng không thể bằng dùng ống nghe để nghe, nhưng mà cho dù nghe bằng cách này vẫn có thể nghe được tiếng nhộn nhạo trong phổi, vẻ mặt thương mai lại càng nghiêm túc hơn. Thái tử quay về đúng lúc này, nhìn thấy cảnh này lại quay sang nói với mộ dung khanh, hoàng thúc à, vị hôn thê của người thật là khác người. Mộ dung khanh hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng hắn, quay đầu đi chỉ nhìn lương vương, sắc mặt trầm tư. Thái tử cũng không thấy xấu hổ khi bị ngó lơ, tiếp tục nói, bổn cung cũng rất hy vọng hạ thương mai có thể chữa trị cho hoàng huynh, Bổn cung cũng rất mong chờ nhìn thấy hoàng thúc cưới vị hiền thê này về nhà. Không có ai tiếp lời hắn, hắn lại ngồi xuống ghế, đặt tay lên lưng ghế, gối đầu lên tay, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Thương Mai. Thương Mai tìm được mạch máu của màng tim và mạch máu màng phổi, bắt đầu châm cứu. Trong bao đựng kim có 12 cây kim dài, toàn bộ đều đâm xuống xếp thành một hàng. Sau đó cô quay sang nói với viện phán, đại nhân, trong thái y viện có ngải cứu không? Có đều là loại tốt nhất làm phiền ông sai người mang đến và nghiền nát thành bột càng mịn càng tốt nghiền nát thành bột vì sao phải làm thế viện phán khó hiểu ngải cứu chỉ dùng để đuổi côn trùng đa phần là phải đốt lên giờ nghiền nát thành bột thì có tác dụng gì chứ châm cứu châm chỉ là một bước đi trong đó còn cần phải dùng cứu nữa thương mai giải thích đơn giản cứu cứu này thật ra cũng chẳng có tác dụng gì nhiều viện phán không thể không đưa ra vốn hiểu biết của ông ta, chủ yếu là không muốn thương mai bày vẽ quá nhiều. Có tác dụng hay không thì lát nữa sẽ biết. Viện phán thấy cô cứng đầu như thế, chỉ đành quay đầu ra lệnh người đi lấy. Sau khi đâm kim vào những huyệt vị trong mạch máu phổi rồi, thương mai lại đâm vào huyệt thiên trung, lần này đâm kim xuống rất sâu, chọn huyệt cũng rất tùy tiện, tay sờ lướt qua, kim cũng đã đâm vào. Kim đâm vào thiên trung này làm lương vương nhíu mày lại, hít sâu vài hơi, gần như không thở nổi. Viện phán vội la lên, không được, đâm sai huyệt rồi. Thương Mai mặc kệ ông ta, đâm thêm một loạt kim nữa, sau khi rút kim, Thương Mai bảo viện phán giúp cô đỡ lương vương lên, lại đâm vài kim lên xương sống sau cổ. Tất cả ngự y ở đây thấy vậy nhịn không được lắc đầu, châm cứu ở xương sống đều phải cực kỳ cẩn thận, nếu có sai sót gì thì người bị châm sẽ không thể đứng lên được nữa. Sau khi làm xong mọi chuyện rồi, thương mai cầm cây kim dài nhất ra, nhẹ nhàng cầm lấy, hít sâu. Mộ dung khanh đứng dậy định hỏi cô muốn làm gì, nhưng mà nhớ lại lúc nãy đã từng nói cô muốn làm bất cứ chuyện gì đều được, lời đã đến bên miệng lại nuốt ngược về, chỉ căng thẳng nhìn thương mai. Thương mai ngẩng đầu, liếm môi, tự động giải thích, kim này dùng để dẫn lưu, dẫn lưu toàn bộ phần dịch ứ động trong phổi của điện hạ ra. Mộ dung khanh gật đầu, ừ. Thương Mai đúng là rất lo lắng, bởi vì đây chỉ là một cây kim chứ không phải ống dẫn lưu, muốn làm những dịch ứ động trong phổi thông qua cây kim này dẫn lưu ra ngoài cần phải có đoạt phách hoàn giúp đỡ. Nhưng mà cần phải khống chế sức vừa phải, mạnh một chút sẽ tổn thương đến tim, nhẹ một chút thì không có cách nào dẫn lưu được. chương 35, tình hình được cải thiện. Sự tập trung của thương mai đã làm tất cả người y có mặt tại đây đều trở nên căng thẳng, lúc nãy thấy cô châm cứu liền một mạch, dù không tin cô thật sự là truyền nhân của ôn ý, nhưng kỹ thuật châm cứu của cô tốt hơn tất cả bọn họ mộ dung khanh đi tới đặt tay lên vai thương mai nói ngươi cứ việc châm cứu nếu xảy ra chuyện gì bản vương sẽ gánh vác thay ngươi tim thương mai khẽ thắt lại cô biết nhiếp chính vương có thể nói ra câu này là đã cực kỳ tin tưởng và ủng hộ cô rồi nếu không phải hôm nay hắn luôn chống đỡ cho cô chỉ sợ cô đã sớm bị đuổi ra khỏi cung hoặc nhốt vào bạo thất rồi cô lại hít sâu một hơi nắm chặt cây kim dài rồi nhẹ nhàng chọn huyệt, thật ra cô có kỹ năng đâm chính xác huyệt vị, hơn nữa còn rất thành thạo, nhưng để bảo đảm không xảy ra sai sót nào, cô vẫn phải lựa chọn một lát. Lát nữa châm cứu sẽ hơi đau, mong điện hạ nhẫn nhịn. Thương Mai cúi người nói khẽ. Hơi thở của Lương Vương đã vô cùng mong manh, phải rất dùng sức mới có thể hít vào được, ánh mắt đã hơi ngây dại, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy đồng tử đã hơi giãn ra rồi. Thương Mai biết dưỡng khí trong không khí không đủ với hắn, nếu không có dưỡng khí bệnh khó thở này sẽ không được cải thiện xem ra ở đây cũng khá tốt bằng không hắn cũng kiên trì lâu như vậy lương vương không thể nói ra được chỉ liên tục thở dốc nhưng không hít vào được bao nhiêu có lẽ phổi đã bị tổn thương hắn nhìn thương mai rồi cho cô một ánh mắt khích lệ thương mai đâm cây kim dài xuống rồi liên tục xoay đoạt phách hoàn quanh cây kim bắt đầu phóng năng lượng ra ban đầu còn nhẹ nhàng nhưng dần dần cảm giác điện giật ngày càng mạnh ngay cả bản thân cô cũng cảm nhận được. Huyệt vị bắt đầu từ từ nhô lên, thương mai bảo mộ dung khanh đi tới giúp cô đè xung quanh huyệt vị xuống, ngón tay mộ dung khanh liền ấn xuống, bỗng cảm thấy ngón tay mình hơi tê, nên nhìn thương mai, nhưng không nói gì. Thương mai hít sâu một hơi rồi nói với mộ dung khanh, vương ra, ta sắp rút kim ra rồi, nhưng lúc ta rút ra, vương ra phải cùng dùng sức đè xung quanh xuống, phải dùng hết sức lực của mình để đè xuống. Đoạt phách hoàn đã tích tụ dịch trong phổi ở dưới cây kim rồi, chỉ cần rút kim ra, rồi dùng sức đè xuống, dịch sẽ chảy ra ngoài. Được, Mộ Dung Khanh gật đầu, ta dùng nội lực được không? Thương Mai gật đầu, được, tốt nhất là dùng nội lực. Vậy ngươi bắt đầu đi, Mộ Dung Khanh nói. Thái tử đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, như đang xem trò vui, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ. Người Y cũng tiến lại gần, Viện Phán đứng sau lưng Thương Mai, nhìn chằm chằm hành động của cô ông thật sự không biết thương mai định làm gì nữa hai ngón tay của thương mai cầm lây cây kim rút cây kim nhanh chóng được rút ra mộ dung khanh dựa theo lời căn dặn của cô dùng nội lực đè xuống chỉ thấy hai bọt nước nho nhỏ chảy ra từ lỗ kim thương mai lại vội vàng dùng đoạt phách hoàn dồn ép tích tụ xung quanh lỗ kim bọt nước tiếp tục chảy ra ngoài cứ liên tục chảy ra năm sáu bọt nước như thế rồi không còn động tính gì nữa dừng lại thương mai kéo tay mộ dung khanh rồi nhanh chóng lấy kim ra đâm vào thiên trung và tám huyệt kinh mạch màng tim lần nữa. Dần dần, mọi người chỉ thấy hơi thở lương vương không còn gấp gáp như trước nữa, mà bắt đầu có dấu hiệu dịu lại. Kim ở huyệt kinh mạch màng tim được giữ rất lâu, gần như là một khắc, rồi thương mai mới rút ra, khóe miệng lương vương từ từ dỉ ra máu. Trời ơi, lương vương thổ huyết rồi, một người y bật thốt. Thương mai cất kim châm cứu vào, thở phào nhẹ nhõm. Rồi mới nói với mộ dung khanh, vương gia, tạm thời tình trạng của Lương Vương đã được thuyên giảm, nhưng dịch vẫn chưa ra hết, ngày mai ngày mốt vẫn phải tiếp tục châm cứu. Vậy hắn đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm chưa? Mộ Dung Khanh hỏi. Thương Mai lắc đầu nói, không, phải hoàn toàn khống chế tình trạng viêm phổi, mới xem là vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Viện phán khó hiểu hỏi, hạ đại tiểu thư, bản quan vẫn chưa hiểu lắm, tại sao tiểu thư lại đâm vào huyệt kinh mạch màng tim hai lần. Thương Mai khẽ cười nói, đại nhân, là vì lần đầu tiên là phong huyệt, để ngăn một lượng lớn dòng máu, như vậy lúc ta đưa dịch ra ngoài, sẽ không có máu chảy ngược theo. Còn lần thứ hai là đâm huyệt, để đả thông kinh mạch, sau khi máu bị ngăn lại lúc trước được lưu thông, sẽ dồn vào tăng dung tích phổi, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu đưa dưỡng khí đi khắp cơ thể, dùng cách thức thông qua đâm huyệt để đưa dưỡng khí vào trong lá phổi lương vương, cũng mang lại hiệu quả như việc hấp thu dưỡng khí, trong 12 canh giờ tới, lương vương sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Viện phán hơi khó tin, nói cách khác, tình huống của Điện hạ đã được cải thiện rồi. Thương Mai nói, viện phán có thể đi tới bắt mạch cho Lương Vương. Viện phán trầm ngâm một lát, trong lòng vẫn chưa tin lắm, mặc dù ông nhìn thấy tình hình của Lương Vương Điện hạ đã có chuyển biến tốt, nhưng rất có thể đây là hồi quang phản chiếu. Ông đi tới bắt mạch cho Lương Vương, quả nhiên nhận ra mạch đập của Lương Vương đã mạnh hơn trước rất nhiều, không còn yếu ớt như trước nữa. Ông lắc đầu thở dài, chuyện này thật thần kỳ. Thương Mai nghe ông nói vậy thì trong lòng không hề vui vẻ, thậm chí còn thấy hơi đau lòng. Thật ra ở thời hiện đại, bệnh này thật sự rất nhẹ, chỉ cần chữa trị mấy ngày là khỏi. Nhưng ở đây, ngay cả ngự y cũng phải bó tay toàn tập. Suốt cuộc ở thời đại này, y thuật lạc hậu đến cỡ nào? Trong lịch sử mà cô biết, Trung y từng có một giai đoạn phát triển huy hoàng, xuất hiện rất nhiều danh y, tất nhiên, danh y chỉ là số ít, còn phần lớn chỉ là y thuật bình thường, vì thiếu sự trao đổi và kế thừa nên rất nhiều tinh hoa bị vứt bỏ ở đời sau. Thương Mai đang nghĩ, nếu cô có thể sống tiếp, cô sẽ sống thật tốt, rồi dạy cho những người sống trong thời đại này tất cả y thuật mà cô biết. Hy vọng bọn họ có thể phát triển chung y, chứ đừng bảo thủ, nói gì mà tranh chấp môn phái, thật sự làm hết trọng trách của thầy thuốc rồi. Nhưng cô bỗng cảm thấy suy nghĩ này của mình thật dư thừa, thậm chí ngay cả chính mình cô còn không biết mình có thể sống được bao lâu vậy mà còn nghĩ tới vấn đề truyền đạt lại trung y. Thương Mai được giữ lại trong cung, tạm thời ở trong điện trường sinh. Hoàng hậu nghe tin tình hình Lương Vương đã được cải thiện, thì vội vàng chạy tới, tinh thần Lương Vương đã tỉnh táo, hô hấp cũng thoải mái hơn nhiều, có thể nói được mấy câu. Hoàng hậu thấy thế liền rơi nước mắt, ánh mắt nhìn Thương Mai cũng dịu dàng hơn nhiều, bà biết Thương Mai sẽ ở lại trong cung, nên đích thân căn dặn Du Mama, người tới tướng phủ truyền khẩu dụ, nói bản cung thích Thương Mai, muốn giữ nàng ấy ở trong cung mấy ngày, đồng thời đưa đến mấy bộ xiêm y để nàng ấy thay đổi. Còn nữa, người dẫn nô tỳ hầu hạ cho nàng ấy vào cung luôn, dù gì người trong cung cũng xa lạ, tránh việc nàng ấy không quen, rồi ảnh hưởng ngược lại. Dù ma ma khẽ cười đáp vâng, nô tỳ sẽ đi ngay. Bà nhìn thương mai với ánh mắt ngầm hiểu, rồi xoay người rời đi. Trong lòng thương mai thật sự nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng ba ngày tới, cô vẫn phải chiến đấu. Thái tử thấy tình hình lương vương đã chuyển biến tốt cũng rời đi luôn, trước khi rời đi, hắn còn nhìn thương mai với ánh mắt uy hiếp. Thương mai đúc thuốc cho lương vương xong, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Sau khi thả lỏng, cô bắt đầu cảm thấy vết thương trên người đau nhức, người cũng mơ mơ màng màng. Mộ dung khanh thấy mặt cô trắng bệch thì nói, nhân lúc tình hình đang ổn định, người đi ngủ một lát đi, rồi lát nữa hắn ra đây. Hoàng hậu biết cô bị trúng độc, Nghe Mộ Dung Khanh nói thế cũng vội nói, "Đúng đấy, ngươi đi ngủ một lát trước đi, bản cung sẽ ra lệnh cho Ngự Y sắc cho ngươi một bát canh tuyết liên để giải độc." Thương Mai cảm kích nói, "Thần nữ tạ ơn hoàng hậu nương nương." Hoàng hậu phất tay, "Ngươi đi đi." Dưới sự chỉ dẫn của cung nữ, cô đi vào một vườn ngự uyển trong điện Trường Sinh, hoàng hậu đã sắp xếp cho cô hai cung nữ để cô sai bảo. Chương 36: Tướng phủ hoang mang. Tướng phủ. Từ khi Thương Mai vào cung, hạ thừa tướng luôn sai người đi nghe ngóng động tĩnh trong cung. Biệt nữ của lão phu nhân là Mai Phi trong cung, nên lão phu nhân sai người đi gặp Mai Phi nương nương, để nàng ta cử người đi nghe ngóng. Người đi nghe ngóng xuất cung, rồi quay về bẩm báo với lão phu nhân và hạ thừa tướng. Mai Phi nương nương nói, lương vương ngã bệnh ở trong cung, nên tất cả ngự y đều tới đó, sau khi đại tiểu thư được truyền vào cung, thì luôn ở trong tây cung, sau đó không biết tại sao lại đi tới điện trường sinh, hoàng thái hậu và quý thái phi cũng đi tới đó hoàng thái hậu còn nổi nóng với đại tiểu thư muốn nhốt đại tiểu thư vào bạo thất nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua nghe nói là do nhiếp chính vương cầu xin lão phu nhân nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc hỏi lương vương lâm bệnh nặng giờ tình hình thế nào rồi mai phi nương nương nghe lưu ngự y nói giờ tình trạng lương vương rất xấu e là không qua khỏi lão phu nhân không khỏi nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn hạ thừa tướng, lương vương này lâm bệnh nặng từ khi nào vậy? Lương vương lâm bệnh nặng thì truyền tiểu tiện nhân đó vào cung làm gì? Nguyệt Nhung phu nhân đứng bên cạnh nghe vậy thì nói, mẫu thân, có khi nào hoàng hậu cảm thấy lương vương vẫn chưa thành thân đã ra đi như vậy, là quá bất công với lương vương, nên muốn hạ thương mai hoàn thành nghi thức trước khi lương vương chết, rồi cho nàng ta tuấn táng theo. Lão phu nhân gật đầu tán thành, còn nói vậy cũng có lý, dù gì lương vương cũng là vương gia đương triều, sao có thể chưa thành thân đã ra đi được. Thảo nào, nhiếp chính vương và hoàng hậu lần lượt phái người tới đây truyền nàng ta vào cung. Nhưng hạ thừa tướng lại đưa ra nghi vấn, nhưng tại sao lương vương lại bệnh nặng? Mặc dù lúc trước hắn tàn tật, nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh, giờ lại đột một phát bệnh, liệu có liên quan đến việc hủy hôn không? Nếu là vì hủy hôn, cho dù tiểu tiện nhân đó tuấn táng, chắc chắn hoàng hậu cũng sẽ không tha cho chúng ta. Mặt lão phu nhân trắng bệch, ngưng trọng nói, không sai, nên chúng ta phải nhanh chóng hối thúc chuyện hôn sự của oanh nhiễm và thái tử, chỉ cần chúng ta làm thân gia với hoàng hậu, hoàng hậu mới nhẹ tay với chúng ta được. Nguyệt Nhung phu nhân đề nghị, hay là chúng ta tới cầu xin Mai Phi Nương Nương. Nghe nói Mai Phi Nương Nương có quan hệ rất tốt với hoàng hậu, để Mai Phi Nương Nương đi truyền đạt tin tức, nói chuyện hủy hôn là do liên thị ẩm ý, như vậy cho dù hoàng hậu muốn giận cá chém thất, cũng chỉ có thể chút giận lên người liên thị ánh mắt hạ thừa tướng lạnh lẽo tất nhiên phải nói chuyện này ra rồi, nhưng chúng ta phải chuẩn bị thật ổn thỏa, ngày mai ta sẽ hẹn thái tử tới đây, để anh nhiễm và thái tử gạo nấu thành cơm, như vậy chuyện hôn sự sẽ được định đoạt. Vâng, Nguyệt Nhung phu nhân đáp lại, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, quá tốt rồi, bà sắp trở thành nhạc mẫu của đương kim thái tử điện hạ. Liên thị đó chết đi, mình sẽ danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của thừa tướng, còn là nhạc mẫu của đương kim thái tử, thân gia với hoàng đế, sau này còn ai dám xem thường bà nữa. Nghĩ đến đây, bà gần như không nhịn được bật cười thành tiếng. Lão phu nhân lạnh lùng liếc nhìn bà, con đúng là nông nổi, con nên kiềm chế lại tính khí của mình đi, giờ chúng ta vẫn chưa chắc chắn hạ thương mai có tuấn táng theo không, vì chuyện trong cung thay đổi trong nháy mắt, nên chúng ta phải chuẩn bị ổn thỏa mấy chuyện khác nữa. Dù gì lão phu nhân cũng là người từng trải nhiều sóng gió, biết chuyện này chưa hẳn đơn giản như vậy, nhưng nhìn từ bề ngoài, quả thật Hạ Thương Mai không còn chỗ để vươn mình, nếu một mình nàng ta chết mà có thể bảo đảm sự bình yên cho tướng phủ, vậy thì nàng ta có chết 100 lần cũng không ai tiếc. Nguyệt Nhung phu nhân thu lại nét mặt vui mừng, "Vâng, con biết rồi." Ngoài mặt bà kính cẩn, nhưng trong lòng lại cực kỳ bất mãn với lão phu nhân, nghĩ bà ta cậy quyền, sau này mình làm phu nhân, trở thành nhạc mẫu thái tử rồi thì không cần chịu đựng cơn giận của bà ta nữa, mà ngược lại phải để hứng chịu cơn giận của mình. Tên gác cổng bên ngoài chạy vào bẩm báo, lão phu nhân, tướng ra, giờ ma ma đó lại tới nữa. Lão phu nhân bỗng đứng dậy nói, mau, người mau mời ma ma vào đây. Hạ thừa tướng nghi hoặc, hỏi, du ma ma lại tới đây làm gì? Lão phu nhân nói, mẫu thân cũng không biết, cứ bình tĩnh đối phó là được. Nguyệt Nhung phu nhân hỏi, có khi nào tới truyền ý chỉ không? Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương thật sự muốn dáng tội tướng phủ chúng ta sao? Con im đi, lão phu nhân lạnh lùng lườm bà ta, suốt ngày chỉ biết nói nhăng nói cuội. Nguyệt Nhung phu nhân thấy bà nổi giận, đành phải ngậm miệng, dè dặt đứng bên cạnh. Tên gác cổng dẫn Du Ma Ma đi vào, lão phu nhân mỉm cười tiến lên đón, Ma Ma, hôm nay bà thật có duyên với tướng phủ, trong một ngày mà tới đây hai lần, lát nữa bà ở lại đây ăn tối rồi hãng về. Du Ma Ma cười nói, cảm ơn ý tốt của lão phu nhân, nhưng nô tỳ không dùng cơm đâu, lần này nô tỳ phụng mệnh tới đây, rồi quay về cung ngay. Phụng mệnh, hoàng hậu bảo ma ma tới đây sao? Mắt lão phu nhân lóe lên, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nói, vậy ma ma ngồi xuống uống trà trước rồi từ từ nói. Dù ma ma đi tới trước mặt hạ thừa tướng, nô tỳ bái kiến tướng ra. Hạ thừa tướng nói, ma ma là người bên cạnh hoàng hậu, không cần khách sáo như thế. Dù ma ma nghiêm nghị nói, cho dù nô tỳ là người bên cạnh hoàng hậu, thì cũng chỉ là phận nô tỳ tướng ra là đại thần đắc lực trong triều đứng hàng nhất phẩm nên nô tỳ không thể thất lễ được lão phu nhân thấy dáng vẻ nghiêm túc của du ma ma thì biết bà ta không hề nể mặt chỉ cười gượng hỏi không biết hoàng hậu nương nương có căn dặn gì du ma ma nhìn lão phu nhân rồi nói là thế này hoàng hậu nương nương bảo nô tỳ tới đây để thu dọn mấy bộ xiêm y cho đại tiểu thư hoàng hậu nương nương rất thích đại tiểu thư nên muốn giữ nàng ấy ở trong cung mấy ngày hả lão phu nhân và hạ thừa tướng liếc nhìn nhau đáy mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc thật ư giữ nàng ta ở trong cung chuyện này không ổn thỏa cho lắm chẳng lẽ hoàng hậu không muốn tuấn táng vậy hoàng hậu giữ nàng ta ở trong cung làm gì rồi nàng ta sẽ ở đâu trong mấy ngày đó giờ tiểu tiện nhân đó trở nên khó đối phó như vậy chắc chắn đã nói không ít chuyện xấu với hoàng hậu su ma mang nghiêm mặt nói chẳng lẽ lại là giả tướng phủ không nỡ thả người đúng không cũng đúng đại tiểu thư thông minh lanh lợi như vậy, chắc chắn là hòn ngọc quý trong tay tướng ra, sao tướng ra nỡ chứ? Thôi vậy, nếu tướng phủ không nỡ để cho đại tiểu thư qua đêm trong cung, vậy nô tỳ về cung đây. Nguyệt Nhung phu nhân giữ tay du ma ma lại, rồi cười nói, ma ma đừng đi, không phải chúng ta không nỡ, đây là chuyện tốt muốn cầu còn chẳng được, người làm mẫu thân như ta chỉ lo sợ rằng, thương mai nhà chúng ta hiếm khi ra ngoài, không hiểu lễ nghĩa, sợ sẽ mạo phạm đến hoàng hậu nương nương. Dù ma ma lạnh nhạt nói, mọi người đừng bận tâm về chuyện này, vì hoàng hậu nương nương rất thích đại tiểu thư, đúng rồi, hoàng hậu nương nương còn nói, sợ đại tiểu thư không vừa ý với người trong cung, nên truyền nô tỳ hầu hạ của nàng ấy vào cung luôn. Tiểu khuyên, Nguyệt Nhung phu nhân sắc mặt trầm xuống, hôm nay lúc Dù ma ma tới, hạ thương mai đã ám chỉ bà thả tiểu khuyên trước mặt Dù ma ma, nhưng hạ thương mai vừa vào cung, bà lại sai người đánh tiểu khuyên một trận. Giờ nha đầu đó vẫn bị nhốt trong phòng tối, chưa rõ sống chết. Dù ma ma thấy sắc mặt thay đổi của Nguyệt Nhung phu nhân, thì biết bọn họ chưa thả nha hoàn kia ra, bà nhíu mày nói, không sai, chính là nha hoàn đó, hoàng hậu nương nương chỉ định nàng ta vào cung. Lão phu nhân không biết Nguyệt Nhung phu nhân lại xuống tay với tiểu khuyên, cho rằng mặc dù nàng ta bị tra tấn, nhưng vẫn có thể vào cung được, có nha hoàn nhà nào mà không bị đánh đập. Thế là bà căn dặn, người đâu, dẫn tiểu khuyên lên đây, rồi thu dọn mấy bộ xiêm y cho đại tiểu thư, để Du Ma đưa theo vào cung. chương 37, Tiểu Khuyên vào cung. Phu nhân Nguyệt Nhung sắc mặt trắng bệch, nhưng người hầu đã đi rồi, bà ta cũng thể nói gì trước mặt Du mama, nên đành phải đứng sang một bên, chờ đợi trong lo lắng bất an. Tiểu Khuyên được hai thị nữ nâng lên, nàng gần như không thể đứng thẳng được, mặt mũi đầy vết máu, quần áo trên người bị rách nhiều chỗ, lộ ra vết roi. Nhìn cũng biết được cô gái nhỏ bé yếu ớt này đã gặp phải cái gì. Dù Du ma, ma là người quen nhìn những chuyện tàn khốc, nhưng mặt mày cũng không khỏi sầm xuống, không biết rốt của con bé này đã làm sai điều gì mà lại bị đánh ác như vậy. Lão phu nhân không ngờ sẽ nhìn thấy dáng vẻ tiểu khuyên như thế này, bà ta hung hăng trừng mắt với phu nhân Nguyệt Nhung, nghiêm nghị nói đã xảy ra chuyện gì thế. Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, dù người hầu phạm lỗi cũng không thể đánh ác như vậy. Phu nhân Nguyệt Nhung ngập ngừng nói, mẫu thân bất giận, con bé này trộm đồ nhưng sống chết vẫn không chịu thừa nhận, nên con mới ra lệnh cho hạ đoàn thẩm vấn, nào ngờ hạ đoàn lại ra tay nặng như vậy. Dù ma ma biết thừa đây là những lời lẽ ngụy biện của phu nhân Nguyệt Nhung, nhưng đây là việc nhà người ta, một cung nữ như bà cũng không quản được. Tuy nhiên, dù con bé này không thể hầu hạ, nhưng cũng không thể tiếp tục ở lại nơi này, nếu không có bị đánh chết ném ra ngoài lúc nào cũng không ai biết. Thu dọn một chút, đặt lên xe ngựa đi dù ma ma cũng không cho tiểu khuyên trở về thay quần áo tất cả để sau khi vào cung rồi tính ma ma thật ra nếu hoàng hậu nương nương muốn tìm người tiến cung hầu hạ thương mai không bằng phái người khác đi dù sao trong phủ còn rất nhiều người quen với tính cách thương mai hiểu được làm sao hầu hạ tốt cho nàng phu nhân nguyệt nhung nói tất nhiên bà ta không thật lòng đề nghị chỉ là muốn thăm dò xem rốt cuộc hoàng hậu nương nương triệu tiểu khuyên vào cung là để hầu hạ hay là có ý định khác Lão phu nhân cũng nhìn Du Ma, chờ câu trả lời của bà. Du Ma thản nhiên nói, không cần, nàng ta là được rồi. Bà đi đến trước mặt tiểu khuyên, đưa tay nâng cầm tiểu khuyên lên, khắp mặt là vết máu, sau khi vào cung sẽ lập tức chữa trị. Người tên là gì? Du Ma hỏi. Tiểu khuyên cố gắng nâng cái đầu nặng chĩu lên, trả lời, nụ tì tên tiểu khuyên. Ừm, là tiểu thư nhà ngươi bảo ta mang ngươi vào cung đi phục vụ, biết không? ánh mắt tiểu khuyên sáng lên, đại tiểu thư. Nàng không sao, du ma ma thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi, nước mắt nóng hổi của tiểu khuyên theo máu trượt xuống, gương mặt thảm hại mang theo ý cười, du ma ma thấy lòng chua xót lấy quần áo rồi đi. Sau khi du ma ma và tiểu khuyên đi rồi, phu nhân Nguyệt Nhung có vẻ hết sức bất an, nếu hoàng hậu nương nương thấy chúng ta ngược đãi người hầu như thế, có đánh giá chúng ta hay không? Chắc sẽ không dáng tội, nhưng trong lòng sẽ đánh giá, cho rằng phủ thừa tướng bọn họ cay nghiệt thiếu tình cảm, sợ làm chậm trễ chuyện thành hôn giữa oanh nhiễm và thái tử. Lão phu nhân lạnh lùng nói, ngươi chỉ có chút trí khí đó thôi à, chỉ toàn dùng người hầu để chút giận thì có gì là uy phong. Phu nhân Nguyệt Nhung vốn tức giận lão phu nhân luôn nói năng lạnh nhạt, bây giờ trong lòng đang uất ức, lại nghe lão phu nhân của trách, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, nếu không nhả ra thì sẽ cảm thấy rất khó chịu, mẫu thân chẳng phải uy phong của người cũng là để đối phó cháu gái của mình hay sao. Lão phu nhân khẽ giật mình, nhướng mày giận dữ, tát một tát vào mặt phu nhân Nguyệt Nhung, tức giận nói thái độ của ngươi là thế nào. Tại sao ta lại phải đối phó cháu gái của mình, còn không phải do các ngươi gây ra sao? Nếu không phải vì oanh nhiễm không đến mức gả cho người tàn phế lương vương kia, giờ đây sẽ phải canh nhiệt như vậy sao? Hạ thừa tướng thấy người thiếp yêu quý bị đánh, rất đau lòng, tiến lên trấn an, mẫu thân đừng tức giận, Nguyệt Nhung tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, người đừng chấp nhặt với nàng. Cơn giận của lão phu nhân vẫn chưa tiêu, nếu ta chấp nhặt với nó thì nó đã sớm bị bỏ mà đuổi ra khỏi nhà rồi, là ta nể tình nó đã sinh cho nhà họ hạ chúng ta một trai một gái, nếu không làm sao ta có thể hết công khai rồi lại ngầm ngầm chăm sóc một người phụ nữ thô bỉ như thế chứ. Vâng, vâng, hạ thừa tướng kéo phu nhân Nguyệt Nhung tới, ra vẻ quát lớn còn không xin lỗi mẫu thân đi. Trong lòng phu nhân Nguyệt Nhung rất hận, nhưng tạm thời vẫn chưa làm gì được lão phu nhân, chỉ thầm nguyên rủa bà già này sao không chết sớm đi chết rồi thì phủ thừa tướng chính là thiên hạ của bà ta mẫu thân đừng nóng giận đều là con dâu không hiểu chuyện phu nhân nguyệt nhung nghiến răng xin lỗi lão phu nhân hừ một tiếng lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta đừng nghĩ một đằng nói một nẻo già đây biết người oán thầm rất nhiều nhưng mà thôi được so đo với người thì lão thân lại nông cạn quá hạ thừa tướng thấy lão phu nhân càng trở nên tức giận vội nói lảng sang chuyện khác mẫu thân người nói xem hoàng hậu nương nương có ý gì thế. Lão phu nhân tập trung suy nghĩ một chút, nói theo tin tức của Mai Phi nương nương truyền ra thì có lẽ có thể tuấn táng, nhưng hoàng hậu lại sai người mang tiểu khuyên vào cung, còn mang theo quần áo, điều này hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ, hoàng hậu nương nương thật sự thích nó, muốn nó ở lại trong cung mấy ngày? Phu nhân Nguyệt Nhung hoảng sợ suy đoán. Lão phu nhân lạnh lùng nói, chỉ có đứa óc heo như ngươi mới có thể nghĩ như vậy, bây giờ lương vương bệnh nặng, hoàng hậu nương nương đang rất đau lòng, làm sao lại bỗng nhiên thích một người mà mình hết sức căm hận chứ. Nguyên nhân lương vương bệnh nặng vẫn chưa rõ, nếu do chuyện hủy bỏ hôn ước gây ra thì thậm chí hoàng hậu còn muốn giết nó kìa, còn ở đó mà thích, đúng là ngu không ai bằng. Phu nhân Nguyệt Nhung thật vô cùng căm hận bà già này, không phải nói bà ta không có giáo dục thì lại nói bà ta ngu xuẩn, mỗi câu từ miệng lão phu nhân đều thật khó nghe. Hạ thừa tướng suy nghĩ một chút, kêu to lên, hạ đoàn, hạ đoàn từ ngoài cửa đi vào, nói tướng ra, có nô tài. Người hãy đi cửa cung thăm dò một chút, xem có thể moi chút tin tức gì từ thị vệ trong cung hay không. Hạ đoàn nói, tướng ra, nô tài có người anh em quen biết thị vệ trong cung hoàng hậu, nô tài sẽ đi hỏi người đó một chút, nếu hắn đã thay ca xong thì chắc sẽ biết chuyện trong cung. Nhanh đi, nhanh đi, hạ thừa tướng vội nói. Vâng, nô tài đi ngay, Xuất lời, hạ đoàn bước nhanh ra cửa. Thương Mai ở trong cung tuy có áp lực, nhưng cũng tự tại, không thấp thỏm như ở phủ thừa tướng. Cô ngủ một chút, rồi lại uống canh tuyết liên do hoàng hậu sai người nấu, cơ thể lập tức cảm thấy khỏe hơn nhiều. Cô vốn định tiếp tục tự châm cứu cho mình, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết, chỉ hơi mệt mỏi một chút chút, cô vẫn có thể chịu được. Cô đang định đi ra xem tình hình lương vương thì đã thấy du ma ma sai người khiêng tiểu khuyên đi vào. Nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu khuyên, thương mai cảm thấy rất tức giận nhưng cô không hề biểu hiện ra ngoài, mà quy củ cảm ơn mama. Dù mama nhìn nàng, sự giận giữ nơi đáy mắt nàng không thể giấu giếm được, nhưng dù cảm xúc mãnh liệt như vậy mà nàng vẫn có thể nhẫn nhịn được, chắc chắn sau này nàng rất có triển vọng. Tiểu khuyên được đặt lên giường, thương mai muốn tự tay chữa trị cho nàng, nhưng mama lại ngăn cản cô, vừa rồi hoàng hậu nương nương đã nhìn thấy, đã lệnh cho ngự y và y nữ tới, hoàng hậu nương nương đã có lệnh ngươi không thể trực tiếp chữa trị cho nàng ta. Tại sao, thương mai nhất thời không hiểu. Dù ma ma nhìn cô, khẽ thở dài, ngự y trong cung chưa từng chữa trị cho cung nữ hoặc nô tài. Thương mai lập tức hiểu ra, phân biệt đẳng cấp rõ ràng, bây giờ cô là bác sĩ phụ trách của Lương Vương, mà lại chữa trị cho nô tỳ như vậy là bôi nhỏ thân phận Lương Vương. Cô không khỏi nghĩ đến, dù y thuật của ngự y trong cung điêu luyệt, nhưng lại thiếu kinh nghiệm lâm sàng, ngự y chỉ phục vụ cho người chủ trong cung thì làm gì có cơ hội khám nhiều chứng bệnh như vậy, thiếu kinh nghiệm lâm sàng thì dù lý luận tốt cũng đều vô dụng. Chẳng trách, đám ngự y này vừa nhìn thấy chứng động kinh của lương vương phát tác, phổi bị lây nhiễm đã không có cách nào chữa trị. chương 38, ta không phải truyền nhân của ôn ý. Bên ngoài ngự hoa viên, quý thái phi vẫn chưa xuất cung hồi phủ, mà bày rất nhiều bánh ngọt trong đình nghỉ mát của ngự hoa viên, rồi sai người đi mời mộ dung khanh tới. Mộ dung khanh vốn không muốn đến, nhưng quý thái phi sai người đến mời ba lần, nên hắn đành phải đi. Bóng đêm mỹ lệ, gió nhẹ nhàng vần quanh, đèn đuốc chập trùng chiếu sáng một góc ngự hoa viên. Quý thái phi ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá, trong tay bưng một chén trà, vẻ mặt u ám, thấy Mộ Dung Khanh đi vào, bà ta ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. "Mẫu phi," Mộ Dung Khanh ngồi xuống, "muộn như vậy mà người vẫn chưa hồi phủ sao? Đêm nay, người ở lại trong cung sao?" Quý thái phi nặng nề đặt chén trà trong tay lên bàn đưa tay ra hiệu cho người hầu lui ra nghiêm nghị nói ngươi còn biết ai ra là mẫu phi của ngươi sao ai ra hỏi ngươi trong mắt ngươi còn có mẫu phi là ta không mộ dung khanh nhíu mày sao mẫu phi lại tức giận như vậy không tức giận quý thái phi tức giận đến run lên tay cũng run rẩy sống chết của lương vương có liên quan gì tới ngươi ai ra sớm đã nói với ngươi hoàng hậu kiêng kỵ ngươi bảo ngươi hãy cách xa lương vương một chút nhưng ngươi chẳng thèm nghe bây giờ còn vì hắn mà đắc tội gì ngươi, ngươi cũng đã biết, tối nay bà ấy thực sự tức giận. Mộ Dung Khanh tỏ vẻ không thèm để ý, thật sao? Mẫu phi Trần An một chút là được. Trần An, quý thái phi tức giận nói, Trần An như thế nào? Đó là cháu bà ấy, dù ta có dùng danh nghĩa em gái để nói thì bà ấy vẫn không chịu tha thứ cho việc chuyên quyền độc đoán của ngươi hôm nay. Người được hoàng huynh ngươi để bạt làm nhiếp chính vương là đã đắc tội phía hoàng hậu, may mà gì ngươi vẫn luôn cản trở hoàng hậu và thái tử. Bà ấy là chỗ dựa duy nhất của ngươi, mà bây giờ ngay cả bà ấy ngươi cũng đắc tội, sau này ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ. Không sai, đó là cháu bà ấy, nếu cháu bà ấy khỏe lại, bà ấy sẽ phải cảm kích bản vương. Quý Thái Phi tức giận đập chén, sao ngươi lại tin tưởng hạ thương mai như vậy? Ta nói thật với ngươi, hôm nay trong trường sinh điện, viện phán và mấy ngự y đều nói lương vương qua không được đêm nay, e là sáng sớm mai sẽ đi. Nếu ngươi mặc kệ chuyện này, chẳng ai trách ngươi được, nhưng nếu ngươi càng muốn hạ thương mai chữa trị cho hắn, chuyện này truyền đi, người bên ngoài sẽ nói ngươi thế nào. Hạ thương mai hủy bỏ hôn ước đã đắc tội hoàng hậu, đắc tội lương vương, người bên ngoài sẽ cho rằng do ngươi sai nàng ta đi hại lương vương. Mộ dung khanh rót một chén trà, đẩy đến trước mặt quý thái phi, ánh mắt lạnh lùng, những lời này là do mẫu phi tự suy đoán hay là mẫu hậu nói. Quý Thái Phi đẩy chén trà ra, bà ấy không nói, nhưng ai ra thấy ý của bà ấy chính là như vậy, nếu không đêm nay cũng sẽ không tức giận như thế. Đêm nay bà ấy nói, ngày mai bên ngoài cũng sẽ nói, Lương Vương là Vương Phi đã hủy hôn điều trị cho hắn khiến hắn chết. Người nghĩ xem là ai kiên trì để hạ thương mai chữa trị cho Lương Vương. Là người đấy, con của ta, người luôn thông minh, sao trong lúc mấu chốt này lại cố chấp như vậy? Mộ Dung Khanh cười cười, bản Vương tin tưởng hạ thương mai con tin tưởng hạ thương mai sao, quý thái phi hít sâu một hơi, con điên rồi, ngự y đều nói không chữa được, con lại tin tưởng nàng ta. Quý thái phi bỗng xứng người, hoài nghi nhìn chầm chầm hắn, người nói cho ai ra biết, có phải người thật coi trọng nàng ta hay không? Chuyện nàng ta hủy bỏ hôn ước có liên quan đến người sao? Mẫu phi cho là thế nào? Mộ dung khanh điên cuồng, phóng khoáng bật cười, quý thái phi đột nhiên đứng lên. Bắp thịt trên mặt cũng run rẩy, ai ra cảnh cáo ngươi, Hạ Thương Mai không thể vào cửa lớn vương phủ ta, nếu nàng ta thật may mắn chữa khỏi cho lương vương thì ai ra cũng sẽ khiến nàng ta phải chết. Mộ Dung Khanh nhìn bà ta, vẻ mặt hờ hững, mẫu phi, cuộc sống bây giờ của người thoải mái không? Người có ý gì, quý thái phi nhìn hắn chầm chầm. Nếu như người cảm thấy rời khỏi hoàng cung, sống trong phủ thoải mái, vậy thì hãy sống cho tốt cuộc sống của mình, đừng dây vào chuyện trong cung nữa, thỉnh thoảng có thời gian thì vào cung tìm mẫu hậu uống chút trà tâm sự là được dứt lời hắn đứng dậy bên toàn không thể không có người ngày mai còn phải lên chiều sớm tối nay bản vương cũng không xuất cung sẽ ở trong trường sinh điện một đêm người điên rồi quý thái phi đuổi theo hạ thương mai đó cũng ở trường sinh điện người tối nay không xuất cung mà vào ở đó chẳng phải sẽ khiến người ngoài đàm tiếu sao mộ dung khanh cười lạnh có vấn đề gì sao nàng sẽ nhanh chóng là nhiếp chính vương phi hắn bước nhanh bật cười vui vẻ dường như tâm tình rất tốt Quý Thái Phi tức giận nắm chặt nắm đấm, không, không thể để nó cưới Hạ Thương Mai. Đáy mắt Quý Thái Phi lộ vẻ ác độc, Hạ Thương Mai phải chết, hơn nữa còn phải chết trước Lương Vương. Nghiêm Vinh đuổi theo, có chút lo lắng nói với Mộ Dung Khanh, Vương Gia, người thật tin tưởng Hạ Thương Mai sao. Tâm trạng tốt đẹp trước đó của Mộ Dung Khanh lập tức thay đổi, sắc mặt mang theo vẻ u ám, từ giờ trở đi, người phải luôn ở bên cạnh Hạ Thương Mai một tấc không rời, không cho bất kỳ kẻ nào tiếp xúc với nàng. Nghiêm Vinh giật mình, lập tức hiểu rõ, Vương gia yên tâm, thuộc hạ biết. Mộ Dung Khanh cảm thấy hết sức bực bội, hôm nay hắn nỗ lực dẹp bàn tán của mọi người để Hạ Thương Mai chữa trị, không phải vì hắn có lòng tin lớn vào Hạ Thương Mai, mà vì biết ngự y không thể chữa khỏi cho toàn, hắn không thể trơ mắt nhìn toàn chết đi, dù thế nào, còn một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không buông tay. Hạ Thương Mai, tốt nhất ngươi hãy có thể chữa khỏi cho toàn, nếu không, bản vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung Khanh không ngủ ở trường sinh điện, mà vẫn luôn cùng ngự y canh giữ bên cạnh Lương Vương. Thương Mai ngủ đến giờ tí thì thức dậy, tóc dài của cô xóa xuống, áo choàng rủ xuống, bộ y phục rộng rãi lỏng lẻo khoác lên người, lộ ra vòng eo tinh tế. Nguyên chủ rất gầy, vẫn chưa phát dục hoàn toàn, Thương Mai cảm thấy chỉ cần đủ dinh dưỡng cơ thể này vẫn còn có thể cao thêm. Khi Thương Mai đi tới liền bảo ngự y đi về nghỉ trước. Ngự y không dám trở về, bởi vì nhiếp chính vương đã ra lệnh ngự y phải thay phiên nhau trực ban. Nhưng vừa nghe thấy thương mai nói vậy, mộ dung khanh lập tức nói với hai ngự y gác đêm, các người hãy về trước đi, có chuyện gì, bản vương sẽ chuyển các người tới. Nghe mộ dung khanh nói vậy, các ngự y lập tức đứng dậy cáo lui. Có thị vệ và công nhân phục vụ đứng ở chỗ rất xa, nghiêm vinh đang chờ ngoài đình, có vẻ linh hoạt. Gió đêm hưu hưu, rất mát mẻ, thương mai đã gội đầu, còn chưa khô, nhân dịp gió đêm liền hong tóc một chút. Tóc dài như thác nước, phối hợp với gương mặt thanh tú, nhìn xinh đẹp quyến rũ không nên lời. Mộ dung khanh liếc mắt nhìn, rồi lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác. Thương mai ý thức được động tác này có chút không lịch sự, thời đại này quá dư ý. Cô lấy mảnh lụa ra, buộc tóc lại, đi tới trước mặt mộ dung khanh nói, vương ra, ngài cũng mệt rồi, hãy về đi nghỉ ngơi trước đi. Mộ dung khanh tay bưng một chén trà, thản nhiên nói, bản vương muốn ở chỗ này hóng gió một chút. Thương Mai ngồi trên thềm đá của đình, đưa tay kéo váy một chút, không lên tiếng. Mộ Dung Khanh nghiêng đầu nhìn cô, người thật là truyền nhân của ôn ý sao? Thương Mai cười cười, không phải. Mộ Dung Khanh khẽ giật mình, người thật to gan. Thương Mai nhìn hắn, lớn mật nói, vương gia, thần nữ không có lai lịch, y thuật đều là tự học, nhưng những lời này chỉ có thể nói với vương gia, không thể nói cho người khác, nếu không, ta căn bản không thể tiếp tục ở lại chữa trị cho lương vương điện hạ nữa. Mộ dung khanh hừ một tiếng, nâng khuôn mặt tuấn tú lên, hất cầm vẻ hơi tự phụ phách lối, rõ ràng, lời nói láo của ngươi sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy ngươi không đáng tin, ngươi nói khoác mình là truyền nhân của ôn ý, người ngoài nghe xong đã biết không phải sự thật. chương 39, báo tin vui. Thương Mai cũng có chút xấu hổ, thật ra, ta không hiểu rõ ôn ý lắm, cũng không biết bà ấy là nhân vật lớn gì, vốn tưởng không ai biết, nên tùy tiện lấy tên bà ấy ra để lừa gạt một chút Ta thất sách rồi Suy nghĩ quá đơn giản Mộ Dung Khanh hừ một tiếng Nhưng lập tức nghi hoặc ngay cả ôn ý ngươi cũng không biết sao Ta biết bà ấy là hoàng hậu của Lương Quốc Hơn nữa còn có sách về châm cứu nổi tiếng Quyển sách đang ở trong phủ Mộ Dung Khanh đứng phát dậy Ngươi nói cái gì Sách về thuật châm cứu đang ở trong phủ thừa tướng sao Đúng như vậy Ở chỗ mẫu thân ta thương mai thấy hắn kinh ngạc như thế thì cũng có chút thận trọng dò hỏi thuật châm cứu này rất lợi hại phải không thuật châm cứu của ngươi là học từ quyển sách này phải không mộ dung khanh nhìn chằm chằm cô hỏi xem như vậy thương mai trả lời mập mờ mộ dung khanh ngồi xuống dần dần có vẻ đã hiểu ra ừm mộ dung khanh thật không kìm nén được kích động trong lòng nếu y thuật của nàng là học được trong thuật châm cứu vậy thì nàng nhất định có thể chữa khỏi cho toàn Bao nhiêu người ước mơ thuật châm cứu, vài chục năm nay, cả giang hồ lẫn giới y thuật đều tìm tung tích quyển sách này, nhưng lại không ngờ nó nằm trong tay Liên thị, không ai có thể nghĩ đến điều này. Sau này đừng nhắc đến với bất kỳ ai là thuật châm cứu ở trong tay ngươi." Mộ Dung Khanh nghiêm túc nói. Thương Mai không hiểu tại sao chứ, cuốn thuật châm cứu này thật lợi hại như vậy sao? Cô chỉ xem một hai trang mở đầu, nhưng cũng không xem kỹ nên cũng không biết sốt cuộc nội dung bên trong thuật châm cứu lợi hại cỡ nào nhớ kỹ lời bản vương là được mộ dung khanh thản nhiên nói thương mai thấy hắn không muốn nói nữa cũng không hỏi nữa vâng đến nửa đêm về sáng lương vương bắt đầu sốt cao thương mai sai người đun thuốc hạ sốt còn bảo thái giám dùng rượu trắng nồng độ cao xoa khắp người lương vương để hạ nhiệt độ lương vương sốt cao thần trí mơ hồ nắm lấy tay thương mai trong miệng gọi một cái tên thương mai nghe không rõ lắm hình như gọi là ngọc nhi gì đó hắn có vẻ rất bi thương thậm chí trong mơ còn la lên hoảng hốt tiếng la thảm thiết đau đớn thương mai ngạc nhiên nhìn hắn ta giấc mơ này chắc chắn rất bi thảm mộ dung khanh khẽ thở dài một tiếng không thể nghe thấy thương mai quay đầu nhìn hắn vương ra trước nay hắn vẫn chưa hề quên mộ dung khanh quay người đi xuống đình ngồi trên ghế vẻ mặt u ám thương mai không dám hỏi nhưng có thể đoán được đại khái Ngọc Nhi này chắc là người yêu của Lương Vương. Người trong lòng của hắn chán ghét sự khuyết tật của hắn nên mới bỏ đi sao? Hay bởi vì tính tình hắn tàn bạo? Nhưng, bây giờ Thương Mai tạm thời không để ý những lời đồn đãi bên ngoài. Lương Vương sốt cao đến tận gần hừng đông mới dần dần hạ sốt, cuối cùng cũng ngủ say. Thương Mai ngồi cạnh giường, nhìn gương mặt Lương Vương khi ngủ, thật ra Lương Vương nhìn rất tuấn tú, có vẻ hơi giống Mộ Dung Khanh. Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn ngồi trên lưng ngựa, mặc quần áo chú rể, kiêu ngạo như một con khổng tước. Khi đó vì trong lòng chán ghét nên Thương Mai nhìn hắn ta không thuận mắt, nhưng bây giờ hắn đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt hiền hòa, chỉ là một bệnh nhân bình thường, nên cô lập tức nhìn ra gương mặt và khí chất của bệnh nhân này hết sức xuất sắc. Thảo an cung của Hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu cả đêm không ngủ, cầm trong tay bức vẽ mà Lương Vương đã vẽ cho bà. Trên bức vẽ là bà đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nhân ái hiền lành, mỉm cười ôn hòa. Khi vẽ cho ai ra họa bức họa này, nó mới 13 tuổi, nó nói, trong lòng nó ai ra hiền hòa như thế. Hoàng thái hậu nói với Quý thái phi, dứt lời, không kìm được mà rơi lệ. Quý thái phi cũng không ngủ, ở bên cạnh hoàng thái hậu một đêm, bà ta đã phái mấy nhóm người tới đó, nhưng Mộ Dung Khanh vẫn luôn bên cạnh Hạ Thương Mai, không hề rời đi, nên đêm nay, hoàng thái hậu bi thương còn bà ta thì suốt ruột nhất là bây giờ trời đã sáng rồi theo như ngự y đã nói lương vương sẽ không qua được buổi sáng hôm nay dù còn chưa đến đây báo tang nhưng chắc cũng sắp rồi tỷ tỷ đừng khổ sở toàn sẽ ổn thôi quý thái phi nghĩ một đằng nói một nẻo an ủi hoàng thái hậu thở dài một hơi ai ra ở hậu cung này cả đời sao không biết sống chết là ý trời chứ không phải do con người không thể cưỡng cầu được chỉ là danh tiếng của toàn bên ngoài không tốt nó lại gọi một cô gái để đưa tiến, không dùng ngữ y, người ngoài sẽ nói thế nào. Quý thái phi như ngồi trên bàn trông, một khi lương vương chết rồi, mọi mũi nhọn sẽ hướng vào khanh. Hoàng thái hậu biết bà ta đang nghĩ gì, nhẹ nhàng nói, "Muội muội, tỷ tỷ không trách khanh, thật ra nó thật lòng thương yêu toàn, muốn trách thì trách Hạ Thương Mai đã làm mở mắt nó." Quý thái phi thở dài một hơi, tỷ tỷ nói như vậy, muội muội thật vui mừng. Nếu thật có chuyện gì ai ra cũng sẽ không giáng tội khanh, nó gọi ai ra một tiếng mẫu hậu, lại là đứa bé do ngươi sinh ra, là con trai của ai ra, cũng cháu trai của ai ra. Cảm ơn tỷ tỷ thông cảm, khanh được tỷ tỷ chiếu cố như vậy là phúc của nó. Quý Thái Phi nói, Hoàng Thái Hậu thu bức tranh lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói, người đâu? Tôn công công ngoài cửa đi vào, Thái Hậu, có nô tài. Hoàng Thái Hậu lau nước mắt nơi khóe mắt, dứt khoát hạ lệch, người dẫn người tới, xem xét tình hình của Lương Vương, nếu như đã bắt đầu hấp hối, lập tức mang hạ thương mai đi, ban thưởng lụa trắng và rượu độc, cho nàng ta toàn thây, sau đó đến nội vụ phủ tuyên ý chỉ của ai ra, bắt đầu xử lý chuyện hậu sự của Lương Vương, theo nghi thức tương xứng với phong hào. Câu cuối cùng Hoàng Thái Hậu nói trong nghẹn ngào, trong một đêm, dường như bà già đi rất nhiều. Công công ảm đạm nhận lệnh, vâng. Hãy mang nhiều người đến đó, có thể nhiếp chính vương sẽ không cho phép các người mang hạ thương mai đi, nhưng nhất định phải mang đi. Hoàng thái hậu mạnh mẽ phân phó. Vâng. Tôn Công công mang hơn 20 thị vệ, trùng điệp đi đến Trường Sinh Điện. Vừa tới Trường Sinh Điện, Nghiêm Vinh tiến lên, Công công mang nhiều người như vậy tới là có chuyện gì sao? Tôn Công công nói, Nghiêm đại nhân, thái hậu lệnh cho nô tài tới xem tình hình điện hạ một chút. Mộ Dung Khanh hờ hững ngước mắt, người qua đây xem là được, đám người còn lại chờ ở bên ngoài, không được phép đi vào. Vâng. Tôn Công Công đi vào, đầu tiên thỉnh an Hoàng hậu, sau đó thỉnh an nhiếp chính vương. Tảng sáng, Hoàng hậu đã dậy, vẫn luôn ở bên cạnh Lương Vương, nhìn thấy tình hình Lương Vương chuyển biến tốt đẹp, trái tim bà mới được thả lòng. Thấy Tôn Công Công đi vào, bà gọi ông ta tới, trở về bẩm báo với mẫu hậu, nói tình hình Lương Vương chuyển biến tốt đẹp, hô hấp cũng đã thông suốt rất nhiều. Tôn Công Công kinh ngạc tiến lên, thấy Lương Vương đang ngủ thiếp đi, nhưng đúng là sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa không còn hô hấp khó khăn như tối qua nữa tôn công công vui đến phát khóc điện hạ thực sự khỏe rồi sao là khỏe hơn nhiều rồi hoàng hậu an ủi nói tôn công công nói đêm qua thái hậu cả đêm không ngủ cứ luôn cầm bức tranh mà lương vương điện hạ vẽ cho người mà rơi lệ bây giờ lương vương chuyển biến tốt đẹp thái hậu nhất định sẽ vui mừng đến phát điên ánh mắt mộ dung khanh vẫn lãnh đạm Nói Tôn Công công trước tiên trở về báo với Hoàng thái hậu là Lương Vương đã khỏe hơn nhiều rồi. Tôn Công công lau nước mắt, vội vàng gật đầu, "Vâng, vâng, nô tài đi trước báo tin vui." Chương 40: Đùa bỡn phủ thừa tướng. Phía Thọ An cung, dù Hoàng thái hậu đã tính đến tình huống xấu nhất, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn mang chút hy vọng, mặc dù chính bà cũng cảm thấy hy vọng này rất xa vời, nhưng Lương Vương là cháu trai bà thương yêu nhất, nghĩ hắn sắp chết là trong lòng lại đau như dao cắt. Hoàng Thái Hậu đang đau khổ thì thấy Tôn Công Công chạy một mạch đi vào, trong miệng hét lên, Thái Hậu, Thái Hậu, Lương Vương đã khỏe hơn nhiều, Lương Vương đã khỏe hơn nhiều rồi. Hoàng Thái Hậu đứng phát dậy, vẻ mặt hết sức vui mừng, thật sao? Thật Tôn Công Công lập tức quỳ xuống, nô tài tận mắt nhìn thấy, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, hơn nữa hô hấp cũng vô cùng thông thuận, giống như đang ngủ thiếp đi. Hoàng Thái Hậu vội nói, nhanh, chuẩn bị kiệu, ai ra muốn đi đến đó nhìn xem. Xuất lời, bà lại nói với Quý Thái Phi, người cũng cùng đi đi, xem ra Hạ Thương Mai đó đúng là có bản lĩnh. Khuôn mặt Quý Thái Phi tái nhợt, dù chuyện này có kết quả thế nào thì bà ta cũng không thể vui được, vì nếu Hạ Thương Mai chữa khỏi cho Lương Vương, đồng nghĩa với việc sẽ gả cho mộ Dung Khanh. Nhưng nếu Hạ Thương Mai không chữa được cho Lương Vương thì sẽ liên lụy mộ Dung Khanh. Nên lúc này, tâm trạng của Quý Thái Phi hết sức mâu thuẫn, người con dâu mà bà ta mong đợi ngoài xuất thân còn phải hiền lương thục đức, lại có thể khiến mộ dung khanh được nhà mẹ nàng ủng hộ nhưng hạ thương mai lại chẳng có gì cả đầu tiên nàng đã từng có hôn ước với lương vương thanh danh đã bị hủy tiếp theo ở phủ thừa tướng nàng không được sủng ái chỉ là vật phẩm thừa tướng thích thì hy sinh nên dù có gả cho khanh cũng sẽ không được thừa tướng thật lòng ủng hộ cuối cùng một cô gái chỉ cần học tốt tam tổng tứ đức là được cô gái biết y thuật đã định trước sẽ không an phận bà ta không thể tiếp nhận con dâu như vậy nên hạ thương mai phải chết bà ta độc ác hạ quyết tâm kiệu đi đến trường sinh điện còn chưa vào cửa hoàng thái hậu đã nói hạ kiệu ai ra tự mình đi vào tôn công công dìu bà xuống người còn chưa đứng vững đã đi ngay vào trong mẫu hậu sao người lại đích thân tới đây hoàng hậu vội vàng tiến lên nghinh đón hoàng thái hậu đi thẳng sau khi tôn công công đi lương vương đã tỉnh lại thương mai vừa lau mặt cho hắn xong cô còn cạo râu sạch sẽ cho hắn giờ đây cả người hắn nhìn có vẻ rất sạch sẽ không có vẻ bị bệnh hoàng thái hậu thấy vậy vui đến mức rơi nước mắt quá tốt rồi quá tốt rồi bà vỗ tay tôn công công nhanh đỡ ai ra đi qua đó tôn công công cười nói người chậm một chút cẩn thận thềm đá thương mai quỳ xuống thần nữ hạ thương mai tham kiến hoàng thái hậu ngươi ngươi là công thần mau đứng lên đi hoàng thái hậu vui đến mức quên mất tối qua đã đối xử với thương mai như thế nào thương mai khấu đầu cảm ơn tạ rồi đứng lên bên cạnh hoàng thái hậu ngồi trên giường ngắm nhìn lương vương lương vương định chống đầu lên lại bị thương mai liên tục ngăn cản không thể làm bừa lương vương trợn mắt một cái không có gì đáng ngại lằng nhằng hoàng thái hậu quát lớn không được nói bậy phải nghe lời đại phu mọi người ngạc nhiên nhìn hoàng thái hậu cứ tưởng mình nghe lầm lương vương cười khanh khách hoàng tổ mẫu Đừng tưởng tối qua cháu trai không nghe thấy lời người nói nhé. Nói cách khác, Lương Vương đã nghe hết những lời canh nhiệt mà tối qua bà nói với Thương Mai. Hoàng thái hậu thấy hắn tinh thần như vậy thì vui vẻ trong lòng, cười híp mắt nói, "Hoàng tổ mẫu không biết không có tội nha, trước đó ta không biết y thuật của Thương Mai lại điêu luyện như thế, nếu như biết, chắc chắn sẽ không nói như vậy, được, hoàng tổ mẫu đi xin lỗi Thương Mai." Dứt lời, bà thật quay sang nói với Thương Mai, "Thương Mai, ai ra xin lỗi ngươi?" lời nghi ngờ mà tối qua ai ra nói với ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng, ngươi tha thứ cho ai ra, được chứ? Thương mai ngây người, trước sau khác biệt lớn như vậy khiến cô có chút không tiếp nhận được. Cô vừa biến một hoàng thái hậu tính cách bảo thủ, thích kiểm soát, sĩ diện thành một bà lão biết sai có thể thay đổi, còn có chút ngu ngơ. Sao thế, không chịu tha thứ cho ai ra sao? Thấy thương mai ngẩn người, hoàng thái hậu cất cao giọng hỏi thương mai vội giả vờ tỏ ra sợ hãi thần nữ không dám thần nữ không hề giận hoàng thái hậu thực ra cô muốn nói có giận nhưng nào dám dù tức giận cũng phải xem thân phận cô bất giác nhìn về phía mộ dung khanh chỉ thấy hắn vẻ mặt danh mãnh nhìn mình dường như đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy khi thương mai thu ánh mắt lại đúng lúc đối mặt với ánh mắt quý thái phi cô khẽ giật mình ánh mắt đó độc ác không kém phu nhân nguyệt nhung hơn nữa ánh mắt của bà ta không hề né tránh dường như đang cảnh cáo hoặc uy hiếp cô. Thương Mai khẽ thở dài, quý thái phi, bà không muốn có con dâu như ta, ta cũng chưa từng muốn có mẹ chồng như bà, ta toàn là thân bất do kỷ. Lương vương chuyển biến tốt đẹp khiến Hoàng Thái Hậu hoàn toàn thay đổi, Hoàng Thái Hậu thay đổi cũng khiến cho cục diện trở nên dễ dàng hơn. Thương Mai càng không nghĩ tới, tình hình sẽ đột một thay đổi như vậy. Cô vốn cho rằng, dù Lương Vương chuyển biến tốt đẹp thì Hoàng Thái Hậu chưa chắc đã tin tưởng là công lao của cô, nhưng mà sau khi đi vào không hỏi một tiếng bà đã khẳng định cô rồi bởi vậy việc chữa trị sau đó tương đối thuận lợi ngư y cũng không dám nói thương mai gì nữa hết sức phối hợp viện phán tự mình kéo thương mai ra trịnh trọng xin lỗi cô đồng thời hỏi cô có phải truyền nhân của ôn ý hay không thương mai trả lời ông ta nước đôi thế mà viện phán hết lòng tin cô là truyền nhân của ôn ý vô cùng tôn kính cô khi thương mai đang chữa trị cho lương vương thì nghiêm vinh đến tìm mộ dung khanh vương gia, vừa nãy có thị vệ trực ban nói với thuộc hạ, người của phủ thừa tướng vẫn đang nghe ngóng nguyên nhân đại tiểu thư ở lại trong cung. Mộ dung khanh vừa mới tan chiều trở về, hôm nay hạ thừa tướng xin nghỉ không tảo chiều, hắn đã biết người này trột dạ. Ánh mắt hắn lạnh lùng, tìm người nói cho bọn họ là Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu Nương Nương muốn truy cứu phủ thừa tướng và hạ thương mai chuyện hủy bỏ hôn ước, về phần hạ thương mai, đã bị đánh nhốt vào trong phòng tra tấn rồi. Nghiêm Vinh khẽ giật mình, tại sao? xem kịch mộ dung khanh tỏ vẻ bí hiểm khiến nghiêm vinh cũng không nhìn ra rốt cuộc hắn có ý định gì nhưng mà e là chỗ mai phi nương nương sẽ truyền đi tin tức nghiêm vinh nói mộ dung khanh thản nhiên nói từ khi hạ thương mai vào cung đến trường sinh điện vẫn luôn phong tỏa người bên ngoài không thể đi vào về phần người hầu trong điện ta cũng đã ra nghiêm lệnh không được để ai biết lương vương là do hạ thương mai chữa trị nên bên mai phi cũng không nhận được tin tức gì nhưng quan hệ giữa lưu ngự y và mai phi rất tốt đẹp chỉ sợ lưu ngự y sẽ truyền tin cho mai phi vậy hãy khiến lưu ngự y cũng tưởng hạ thương mai đã bị giam vào phòng tra tấn đi mộ dung khanh thản nhiên nói dù nghiêm vinh không biết hắn muốn làm gì nhưng nghe có vẻ rất vui tiện thể nói vâng thuộc hạ sẽ đi làm ngay mộ dung khanh nhếch môi tạo thành nụ cười tinh quái đúng lúc thương mai quay đầu lại nhìn thấy nụ cười đó của hắn thì không khỏi giật mình trong lòng cũng không thể không thừa nhận, thật ra hắn không phải lúc nào cũng mặt mày u ám, không phải lúc nào cũng lạnh lùng, vẫn rất gần gũi. Cô ngạc nhiên đến xuất thần, không biết mộ dung khanh cũng đang nhìn mình, đồng thời đưa tay vẫy cô tới. Thương Mai thu hồi ánh mắt, có chút mất tự nhiên đi qua, vương ra. mươi 41, cô sẽ hủy hôn chứ? Mộ dung khanh ngẩng cặp mắt tinh nghịch lên, có mệt không? Thương Mai trả lời trong vô thức mệt. Mệt thì ngồi xuống đi, đúng là nàng đã vất vả rồi. Mộ Dung Khanh nói với vẻ mặt ôn hòa. Thương Mai ngượng nghịu, đúng là cô mệt muốn chết, bèn ngồi xuống chiếc ghế. Vừa đặt mông xuống ghế, Mộ Dung Khanh cao giọng nói, ai cho nàng ngồi ngang hàng với bổn vương. Thương Mai đứng phát dậy, cô nhìn giáo giác xung quanh, cũng không thấy chiếc ghế nào thấp hơn ghế chàng ngồi. Ngồi dưới đất, Mộ Dung Khanh duỗi chân đạp xuống đất trước mặt mình. Thương Mai thầm mắng chửi trong lòng, đấy không phải là dưới bàn chân của chàng hay sao? Cô đáp một cách lịch sự và khiêm tốn, vương ra, thần nữ không mệt, thần nữ đứng là được rồi. Không mệt, mộ dung khanh vươn tay xoa huyệt thái dương, không mệt thì tốt, qua đây xoa bóp vai và đầu cho bổn vương đi. Vương ra không khỏe sao, mặc dù thương mai biết chàng cố tình làm khó cô, nhưng nhiệm tình chàng vẫn luôn ủng hộ cô từ hôm qua đến giờ bèn dáng nhịn bản tính gây chuyện vô lý của chàng. Đau đầu, mặc dù mộ dung khanh cố tình trêu đùa cô nhưng đầu của chàng đau thật. Căn bệnh đau đầu của chàng đã kéo dài 2 năm trời rồi, lần nào nghị chính với cường độ cao cũng phát tác, hai ngày nay tương đối bận rộn, cộng với việc hôm nay buổi trầu sớm lại có chút chuyện nên sau khi hạ chiều, đầu chàng lại bắt đầu thấy đau. Vốn dĩ thương mai nghĩ là chàng giả vờ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt và môi của chàng, đúng là có dấu hiệu tụ máu. Trung y cho rằng khí huyết lưu thông sẽ không đau đầu, rất nhiều vấn đề về sức khỏe con người đều có thể nhận ra thông qua sắc mặt, mắt, môi và lưỡi. Thương Mai nghĩ, mộ dung khanh bị tắc nghẽn ở xương cổ nên dẫn đến việc máu không thể lưu thông lên não, khiến cho chàng đau đầu. Cô hỏi Du Mama, có dầu thuốc không? Du Mama đáp, chắc ngự y có cao bạc hà, được không? Được, Thương Mai nói. Bình thường ngự y trong cung không có gì làm thì rất thích chế ra vài món đồ, mấy món thuốc mỡ, dầu thuốc rất được cung phi yêu thích. Dù ma ma lấy cao bạc hà về đưa cho thương mai, mộ dung khanh nhíu mày lại, mấy thứ này chẳng có tác dụng gì đâu, bổn vương đã từng dùng rồi, cũng không thích mùi hương của nó. Thương mai đáp, có tác dụng hay không thì lát nữa sẽ biết ngay. Cô quay đầu nói với Du ma ma, phiền Du ma ma lấy giấy dầu gói vụn ngải cứu tôi dùng còn dư hồi tối hôm qua lại, nhớ gói chặt một chút. Mộ dung khanh đang định nói không, ngón tay của thương mai đã đặt lên mặt chàng, hai ngón tay tách ra, xoa bóp huyệt toàn chúc cho chàng. Cảm giác thoải mái lan tỏa khắp đỉnh đầu, tiếng không của mộ dung khanh bị chôn vùi trong cổ họng. Mạnh hơn một chút, mộ dung khanh ra lệnh. Thương Mai giải thích, không thể xoa bóp quá mạnh ở huyệt vị này được, đừng gấp, đợi lát nữa sẽ có lúc cho vương ra đau. Càng lúc lá gan của nàng càng lớn, mộ dung khanh tỏ vẻ khó chịu nhưng chàng vẫn nhắm mắt lại, từ từ hưởng thụ. Kể từ lúc vào cung, Thương Mai luôn cúp đuôi làm người, bây giờ cũng không thể nói là không sợ gì cả thế nhưng đã thả lỏng bản thân một chút khi đối mặt với nhiếp Chính Vương. Bởi thế, cô mới dùng lời của Hoàng Thái hậu mà nói, không thể chất vấn đại phu của ngươi. Mộ Dung Khanh lẩm bẩm, chẳng phải chỉ là đôi ba lời khen mẫu hậu dành cho nàng thôi sao? Đắc ý đến thế à? Thương Mai không nói gì, ngón tay vòng quanh Nguyệt Thái Dương, ấn mạnh xuống vài lần rồi trượt ra sau gáy kéo cổ áo xuống nhưng rồi lại nhìn thấy vết sẹo ở xương bả vai trái chàng. Màu của vết sẹo rất đậm, xem ra mới bị thương gần đây thôi, chắc hẳn vết thương sâu đến tận xương. Từ hình dáng của vết sẹo thì chắc hẳn bị chém bởi kiếm, xung quanh vết sẹo đều có vết đen, cô đoán rằng trong kiếm có độc, sau khi khử độc thì phần da thịt xung quanh vẫn còn sót lại một vài vết đen. Ngón tay của cô cũng chỉ dừng lại trong giây lát rồi lấy một ít cao bạc hà, dùng đầu ngón tay bắt đầu xoa bóp trên cổ có hai mạch bạch huyết, hai mạch bạch huyết nghẽn rất nặng, hơi gồ lên, thảo nào chàng lại cảm thấy đau đầu. Thương Mai đè ngón tay giúp chàng mát xa mạch bạch huyết, từ sau tay mát xa đến huyệt đại trùy, cô vừa mới mát xa thôi, mộ dung khanh đã gầm lên, nàng nhẹ tay một chút đi. Thương Mai nhẹ giọng an ủi, người nhấn nhịn một chút, mạch bạch huyết của vương gia nghẽn lại đây rồi, nếu như không mát xa vào vị trí này thì sẽ còn thấy đau đầu nữa giọng nói của thương mai vừa dịu dàng vừa có vẻ an ủi đây là giọng điệu mà cô hay dùng để nói với bệnh nhân nhưng lọt vài tai mộ dung khanh lại có cảm giác là lạ cảm giác là lạ ấy khiến cho chàng dù có đau đớn hơn nữa vẫn có thể nhẫn nhịn mà không cất tiếng trách mắng hoàng thái hậu và quý thái phi ngồi ở gần đó nhìn thấy cảnh tượng này bà ta bật cười tuổi trẻ thích thật đúng không quý thái phi nhìn về hướng ấy trong mắt chỉ hằn lên vẻ đố kỵ nhưng nghe hoàng thái hậu nói thế bà ta cũng không tiện phản bác mà nghĩ một đằng nói một nẻo, y thuật của nàng ta giỏi thật. Phải đấy, phán quan thái y viện và ngự y đều nói không thể cứu được A Khanh nữa, có điều chỉ trong thời gian một đêm thôi mà nàng ta có thể cứu A Khanh quay về từ cõi chết, có lẽ cô ta chính là truyền nhân của ôn ý. Sợ là không phải, quý thái y nói hờ hững, thiên kim của tướng phủ không bước chân ra khỏi cửa, làm gì có thể là truyền nhân của ôn ý. Vốn dĩ muội muội chẳng có ý kiến gì với hạ thương mai hết, chỉ có điều nàng ta mạo nhận mình là truyền nhân của ôn ý, nhân phẩm tệ hại, y thuật có giỏi hơn nữa thì có ích lợi gì. Hoàng thái hậu xua tay, "Không, muội cứ giữ ấn tượng ban đầu mãi, có một người con dâu tài giỏi như thế này mà còn than phiền gì nữa." Nghe nhắc đến hai chữ con dâu, cơ mặt Quý thái phi dần giật, bà ta nhìn Hạ Thương Mai chăm chú, ánh mắt trở nên độc ác, gần như muốn bắn thủng vài lỗ trên người cô. Đến Hạ Thương Mai cũng cảm nhận được ánh mắt của bà ta. Cô không nhìn cũng biết là Quý thái phi, bây giờ trong cung, ngoại trừ thái tử thì cũng chỉ còn Quý thái phi nhìn cô bằng ánh mắt cay nghiệt như thế, nhưng bây giờ thái tử không có ở đây nên ánh mắt ấy thuộc về Quý thái phi. Tập trung một chút, Mộ Dung Khanh có thể cảm nhận được rằng cô mất tập trung thông qua sức mạnh từ đầu ngón tay của cô, chàng mở mắt ra, vừa khéo nhìn thấy Quý thái phi nhìn Thương Mai chăm chú. Chàng chậm chậm khép mắt lại, hờ hững mà nói, nàng chỉ cần làm tốt việc của mình là được, những chuyện khác chẳng cần nàng phí tâm. Thương Mai biết chàng đang ám chỉ điều gì nhưng cô chẳng dám nhắc đến hôn sự, chỉ nhẹ nhàng đáp vâng. Mộ Dung Khanh ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp, phụ thân của nàng kêu người khác nghe ngóng những việc trong cung của nàng. Ánh mắt hạ thương Mai trở nên lạnh lẽo, đầu ngón tay của cô khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục xoa bóp, sau này vương ra không được cúi đầu trong thời gian dài, cổ và đầu phải vận động hợp lý, nếu như xem tấu trương quá lâu thì phải ra ngoài hoạt động thư giãn xương cốt. Mộ Dung Khanh cười nhạt, tốt lắm, đủ kiên trì, đủ ẩn nhẫn, đủ thông minh, nếu là người nóng này thì đã sớm kể cho chàng nghe về chuyện của thừa tướng để tìm chỗ dựa cho mình rồi. Hơn nữa, cô cũng nên biết rằng bây giờ mình đã cứu được Lương Vương, cho dù cô đề ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần trong phạm vi hợp lý đều sẽ được hoàng thất ủng hộ. Nhưng cô lại chẳng nói gì cả. Chỉ có điều, cô cũng kiên cường không tiếp lời, có thể thấy rằng cô không định tiếp tục cảnh thái bình giả tạo. Hạ thương mai. Đột nhiên Mộ Dung Khanh cất tiếng gọi cô, "Nếu như nàng được chỉ hôn cho bổn vương thì nàng có thoái hôn không?" Chương 42, Lương Vương rộng lượng. Hạ Thương Mai đang quay đầu lấy ngón út chấm cao bạc hà, vừa nghe thấy thế, suýt nữa cô đã quay đầu lại. Cô ngẩng đầu lên, thấy Du Ma Ma nhìn mình với ánh mắt cảnh cáo. Hạ Thương Mai lập tức biết ngay, cho dù Mộ Dung Khanh nói năng một cách nhẹ nhàng thì thực chất chàng vẫn đang che giấu sự sắc xảo của mình, chàng đang thăm dò cô. Thương Mai vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm, bây giờ cô lập tức cảm thấy căng thẳng. Đúng thế, mặc dù cô đã cứu Lương Vương nhưng mà không thể phủ nhận được mình đã khiến cho hoàng thất mất mặt khi hủy hôn, từ việc nhiếp chính vương luôn trông chừng ở đây là có thể nhận ra chàng quan tâm đến Lương Vương như thế nào. Chàng xem trọng tình thân, cũng sẽ bảo vệ tình thân. Chàng làm như đang chuyện trò, thậm chí còn chẳng có chút cảm xúc gì, thế nhưng cho dù Thương Mai trả lời là hủy hôn hay không hủy hôn đều sai. Nếu như cô đồng ý sẽ thành xem thường lương vương, nếu như cô không đồng ý, đây chính là ý chỉ của hoàng thượng, cô có tư cách gì không đồng ý? Đây chính là tội kháng chỉ. Sau khi im lặng trong giây lát, Thương Mai mới nói, hai hôm nay thần nữ chỉ quan tâm đến bệnh tình của lương vương chứ không hề nghĩ đến chuyện này, bây giờ thần nữ chỉ nghĩ đến phương án điều trị tiếp theo cho lương vương, dẫn lưu hay tiếp tục, hơn nữa còn có tính nguy hiểm nhất định, chỗ gãy xương của lương vương cũng nên tiếp tục điều trị rồi mộ dung khanh cười lạnh nếu là thế nàng cũng kính nghiệp thật bây giờ thần nữ là đại phu của lương vương điện hạ tất nhiên phải chăm lo cho bệnh tình của lương vương nào có tâm tư lo nghĩ về những thứ khác mộ dung khanh đột nhiên đứng dậy chàng quay đầu nhìn thương mai ánh mắt trở nên nóng bỏng cô sợ hãi lùi về sau một bước nhìn chàng với vẻ đề phòng mộ dung khanh duỗi ngón tay nâng cầm cô lên chàng bước về trước vóc dáng cao giáo của chàng đem đến cảm giác uy hiếp lớn cho thương mai thế thì bắt đầu từ hôm nay, nàng suy nghĩ đi là vừa. Thương Mai không dám nhìn vào mắt chàng, đôi mắt ấy như có lửa, có băng, có tiến băng, chứa đựng quá nhiều thứ nhưng đều có thể chỉ là hiện tượng giả, thủ đoạn của người này quá cao minh, Thương Mai lập tức cảm thấy có thế nào thì mình cũng không phải là đối thủ của chàng. Cuộc sống đặc công trong nhiều năm liền đã khiến cho nàng hiểu ra một đạo lý, đừng nên dở thủ đoạn với một người bụng giả cao thâm, bởi vì một lời nói một cử chỉ của bạn đều có thể dò thấu thế giới nội tâm của bạn, bởi thế cố gắng hết sức thành than, chân thành. Vào buổi trưa, lại làm thêm một cuộc phẫu thuật dẫn lưu, lần này, tất cả ngự y đều đến đây quan sát, nhìn thấy thương mai hạ châm vừa chuẩn vừa thành thạo, mỗi người đều có ý nghĩ khác nhau. Ngự y lưu, phó phán quan của Thái Y viện cũng đã đến rồi, hắn ta không hề bị trừng phạt mà chỉ bị Hoàng Thái Hậu gọi đến trách móc một trận mà thôi. Sau khi thương mai làm xong phẫu thuật dẫn lưu, cô đi xuống rửa tay, vừa đúng lúc gặp ngự y lưu, Hắn ta nói đầy ẩn ý, y thuật của đại tiểu thư Cao Minh thật. Thương Mai ngẩng đầu lên, thấy vẻ thù hận và ghen ghét trong ánh mắt của hắn ta, cô không khỏi cảm thấy bực bội, bởi vì có quá nhiều người hẹp hòi như ngươi nên y thuật mới khó mà phát triển. Ngư Y Lưu cười lạnh, vậy à, bổn quan của muốn xem xem ngươi rộng rãi độ lượng như thế nào. Thương Mai không quan tâm đến hắn ta nữa mà đi thẳng một nước. Những người y có mặt ở đây chẳng có ai thật lòng khâm phục cô cả đại khái phán quan của viện Thái Y là ngoại lệ. Ngoài mặt vẫn tỏ ra cung kính với cô, đó là vì cô đã trị khỏi bệnh của Lương Vương, lập được công lớn, được Hoàng Thái Hậu khen ngợi. Hoàng cung này cũng thật quái dị, là ngự y mà không chuyên tâm nghiên cứu y thuật mà chỉ biết chúi đầu tranh giành quyền lực, thảo nào ai ai cũng tầm thường. Thảo nào xương hô đại phu cũng chỉ được sử dụng bên ngoài nhân gian, còn trong cung lại là ngự y, bản thân có quan chức, một khi thân phận cao quý hơn tài năng thì sẽ biến chất, quyền lực cũng sẽ đẻ đầu cưới cổ y thuật. Vết thương của tiểu khuyên cũng có chuyển biến tốt, hoàng hậu cũng đích thân đi thăm nàng ta, khiến cho tiểu khuyên cảm động đến khóc nức nở. Dù ma ma đã lén lén nói cho thương mai biết vì sao hoàng thái hậu lại đến thăm tiểu khuyên, nếu như ngươi cảm thấy uất ức thì nói với hoàng hậu nương nương đi, hoàng hậu nương nương sẽ đứng ra giúp ngươi. Thương mai ngẫm nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu, không cần đâu, ma ma, bây giờ ta không thể nói được, chưa đến lúc cần thiết thì ta sẽ không dùng nhân tình này. Dù ma, ma nhìn cô với vẻ lo lắng, nhưng mà sau khi trở về nhà, làm sao ngươi có thể đối mặt với những người thân như sói như hổ đó được? Thương Mai chợt cười lạnh, ta tạm thời còn có thể đối phó được với bọn họ, nếu như thật sự không tài nào đối phó với họ nổi thì ta mới nhờ Hoàng hậu nương nương giúp đỡ. Bây giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu gì thì đều khiến cho Hoàng hậu nương nương nghĩ rằng ta đòi thường, cho dù bây giờ người không nghĩ như vậy thì sau này chưa chắc vẫn sẽ không nghĩ như thế. Hơn nữa, Mai Phi cũng khá thân thiết với Hoàng hậu, nếu như Mai Phi nói thêm vài câu trước mặt Hoàng hậu thì sẽ khiến cho hình tượng của cô sụp đổ trước mặt Hoàng hậu. Càng lập công lớn càng phải khiêm tốn, cho dù có lúc phải cắp đuôi làm người thì đó cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Sau khi Mộ Dung Khanh được phẫu thuật dẫn lưu thành công, cô bèn rời khỏi hoàng cung. Không có Mộ Dung Khanh luôn áp bức mình Thương Mai cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tình hình của Lương Vương đã có chuyển biến tốt rõ rệt vào tối ngày hôm qua, trước kia Thương Mai nói 3 ngày để cho chắc, Lương Vương hồi phục còn nhanh chóng hơn dự liệu của cô. Một ngày uống thuốc 3 lần, Lương Vương uống hết mà chẳng buồn nhíu mày, mặc dù tác dụng kháng khuẩn tiêu viêm của Trung y không nhanh bằng thuốc Tây nhưng mà vốn dĩ sức khỏe của Lương Vương rất tốt, thế nên hiệu quả rất nhanh. Thương Mai bắt đầu xử lý chỗ xương gãy sau khi bị động kinh gãy xương không tính là nghiêm trọng, xử lý cũng không phiền phức mấy, bị dày vò mấy lần mà Lương Vương chẳng nói một câu nào, vô cùng phối hợp với cô, khiến cho Thương Mai thấy được an ủi vô cùng. Vương gia là một bệnh nhân rất biết nghe lời, lúc rảnh rỗi, Thương Mai nói chuyện với Lương Vương. Lương Vương quay đầu nhìn cô, thấy tóc của cô buộc lên gọn gàng, có hai sợi rũ xuống, trông vừa có vẻ trứng chạc vừa có vẻ đáng yêu, hắn không khỏi cất tiếng nói, hạ Thương Mai. Thật ra nàng còn đẹp hơn cả hạ oanh nhiễm nữa thương mai nói so sánh ta và nàng ta cho dù có khen ta đẹp như tiên nữ trên trời thì ta cũng không cho rằng đây là lời khen ngợi đâu lương vương phì cười không ngờ nàng còn có vài phần kiêu ngạo thương mai nhìn hắn cô có lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn thôi lương vương có thể nhận ra được hắn thở dài muốn nói gì thì nói đi nàng đã cứu mạng bổn vương cho dù nàng nói sai điều gì thì bổn vương cũng sẽ không trách tội nàng đâu hạ thương mai nói khẽ xin lỗi lương vương sững sờ hắn nhìn cô với vẻ ngạc nhiên cứ nghĩ rằng cô ngập ngừng là vì muốn giải thích chuyện hủy hôn hắn cũng đang chờ đợi lắng nghe một đống lời giải thích và van xin rồi chỉ một câu xin lỗi thôi à lương vương mỉm cười bổn vương tha thứ cho nàng cảm ơn vương ra vì đã không nổi giận thương mai nở nụ cười sán lạn nhưng thực chất nụ cười của cô không nhẹ nhõm cho mấy cô cũng không dám mơ ước xa vời lương vương sẽ tha thứ cho mình lương vương điều chỉnh lại tư thế nằm ngủ gương mặt hắn rất bình tĩnh, thật ra bổn vương thật sự rất tức giận, lúc ấy còn muốn giết nàng nữa, nhưng mà sau khi nghĩ kỹ thì lại cảm thấy mình không nên trách móc nàng, nàng cũng bị người khác lợi dụng, ban đầu người mà bổn vương và phụ thân của nàng lựa chọn là hạ oanh nhiễm. Thương mai không ngờ lương vương lại hiểu biết lý lẽ như thế, loại chuyện như thế này, cho dù là bách tính bình thường cũng chưa chắc có thể nghĩ thông, hắn là con cháu hoàng thất, có thân phận tôn quý, có tư cách trách cứ sai lầm của người khác nhất nhưng lại tha thứ cho cô một cách dễ dàng như thế. Thương Mai lại cảm thấy lời đồn bên ngoài chẳng đáng tin một chút nào. chương 43, chân bị thương. Tầm giờ dậu Thương Mai nói với Hoàng hậu, thưa nương nương, bây giờ tình hình của Điện Hạ đã ổn định hơn nhiều, có thể đưa về Điện được rồi. Hoàng hậu thở vào một hơi, đợi cả ngày trời là đợi câu nói này của Thương Mai. Mau, mau đi sắp xếp, Zuma Ma lập tức dặn dò, Thương Mai bước đến gần Hoàng hậu rồi nói với bà ta, Hoàng hậu nương nương, thần nữ có thể nói đôi lời với người hay không? Hoàng hậu vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm mà bây giờ lập tức căng thẳng ngay, bà ta nhìn giáo giác xung quanh rồi hỏi dồn: sao thế? Có phải bệnh tình có chuyển biến gì không? Thương Mai lắc đầu, không phải thế, nương nương đừng sốt ruột, bây giờ bệnh tình của lương vương điện hạ đã ổn định rồi, chỉ cần phẫu thuật dẫn lưu hai lần và phối hợp với thuốc tiêu viêm, nghỉ ngơi nửa tháng nữa là sẽ khỏe lại ngay còn về chứng động kinh thì phải đợi đến khi cơ thể khỏe mạnh lại mới châm cứu chữa trị được. đây là một quá trình điều trị dài, không thể gấp gáp. người nói chứng động kinh thực chất là dương điên phong sao sao. hoàng hậu không muốn nói ra ba chữ này một chút nào. bà ta cho rằng chỉ có người ở địa vị thấy hoặc là kẻ điên mới bị mà thôi. dương điên phong sao, cách gọi dân gian như giật kinh phong. đúng thế, động kinh là tên khoa học, còn dương điên phong là cách gọi của nhân gian cũng chỉ là một mà thôi, thật ra bệnh này không nghiêm trọng một chút nào cả, bởi thì cơ thể sẽ có cảnh báo trước về thời gian phát tác, chỉ cần xử lý kịp thời là được rồi. Căn bệnh này khiến cho nhiều người chết là vì không để ý đến tín hiệu cảnh báo, phát tác đột ngột nên người nhà không biết phải xử lý như thế nào mới khiến cho nước bọt hoặc là máu chảy ngược vào khí quản, khiến cho người bệnh nghẹt thở mà chết. Sau khi nghe cô giải thích, hoàng hậu mới cảm thấy yên tâm hơn, lần đầu tiên ngươi vào cung đã nói là có thể điều trị bằng cách châm huyệt lấy máu, Đúng thế không? Đây chỉ là cách nói chung chung mà thôi, thực hiện tương đối phức tạp, chủ yếu là phải kích thích thần kinh của não bộ. Thương Mai ngập ngừng một lúc, cảm thấy mình có nói thì chưa chắc hoàng hậu đã hiểu, cô bèn nói đơn giản, thần nữ tin rằng mình có thể chữa được căn bệnh này. Thế ngươi có gì muốn nói riêng với bổn cung? Hoàng hậu nhìn cô với vẻ ngạc nhiên rồi lập tức tỏ vẻ mình đã hiểu, bà ta nói hờ hững, có phải ngươi muốn nói về chuyện nhà với bổn cung không? thương mai ngây người việc nhà việc nhà chẳng có gì để nói cả cũng không thích hợp nói ở đây thần nữ muốn nói về vết thương ở chân của lương vương điện hạ lúc thần nữ băng bó chân cho lương vương thì mới phát hiện trước kia vết thương đã bị xử lý sai lầm khiến cho khớp xương lệch vị trí hơn nữa khớp xương bị lệnh ấy xuất hiện gai xương đâm vào dây thần kinh nên khiến cho điện hạ đi lại khó khăn hơn nữa còn khiến cho điện hạ đau nhức như bị điện giựt thế thì hành hạ người ta lắm thần nữ có một yêu cầu Hy vọng nương nương có thể đồng ý. Khóe mắt hoàng hậu rưng rưng nước, đôi môi bà ta run run, mặc dù đã cố gắng hết sức để kềm chế sự kích động của mình lại nhưng giọng nói của bà ta vẫn run rẩy, ngươi nói đi. Thương Mai nói một cách thành khẩn, thần nữ hủy hôn có lỗi với vương gia nên mới bồi thường cho ngài ấy. Nếu như hoàng hậu nương nương tin tưởng thần nữ thì xin người cho phép thần nữ điều trị chân cho vương gia. Hoàng hậu hỏi một cách kích động, cô có chắc không? Chắc chắn bảy 8 phần, nhưng mà trong quá trình điều trị, Lương Vương Điện Hạ phải chịu một chút khổ. Gãy xương nối lại còn không có thuốc mê, chỉ có thể châm cứu giảm đau, hiệu quả không được như thuốc mê, bởi thế không biết Lương Vương có chịu đựng nổi cơn đau này không. Hoàng hậu a một tiếng, bà ta tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng, nắm chắc 7, 8 phần sao? Trước kia Ngự Y nói đôi chân của Lương Vương không tài nào chữa khỏi, cũng không thể đi lại như người bình thường được. Đã nhiều năm nay, bà ta tuyệt vọng rồi không ngờ người khiến cho bà ta hận vô cùng lại có thể điều trị, điều này khiến cho hoàng hậu kích động đến nỗi không nói nên lời. Thương Mai ngập ngừng một lúc, cô ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, nương nương, còn một chuyện nữa, thần nữ mong hoàng hậu nương nương tha tội trước. Bây giờ hoàng hậu vẫn còn đang chìm trong cơn kích động, bà ta nói, người nói đi, bổn cung tha tội cho ngươi. Nếu như ở thời hiện đại thì Thương Mai sẽ nói thẳng, nhưng vào thời phong kiến, cô vẫn cảm thấy hơi kiêng rè, bởi thế, cô ngập ngừng một lúc, thấy hoàng hậu sốt sáng nhìn mình mới chậm rãi lên tiếng, vết thương của điện hạ gần đùi, hơn nữa nhìn tình hình của vết thương là thế ngài ấy bị ngã, rất có thể mạch máu thần kinh ở bộ phận nào đó bị thối giữa teo mòn, nếu như không điều trị đúng lúc thì có thể sau này sẽ không thể quan hệ. Hoàng hậu biến sắc, to gan, sắc mặt hoàng hậu xanh mét, bà ta nhìn thương mai chầm chầm, đây và nỗi đau vĩnh viễn trong lòng bà ta, số người biết chuyện này không nhiều, cũng hạ chỉ không được truyền ra ngoài, Đừng nói là đả động đến, chỉ cần nghĩ đến thì hoàng hậu cũng sẽ phẫn nộ vô cùng. Bà ta gắt gỏng, Hạ Thương Mai, đừng nghĩ rằng ngươi chữa khỏi cho Lương Vương thì có thể thản nhiên hạ nhục Lương Vương, nếu như lời này bị lan truyền ra ngoài thì coi chừng đầu của ngươi đấy. Thương Mai nhìn hoàng hậu, giọng nói của cô rất kiên định, hoàng hậu nương nương, đại phu vốn không giấu bệnh, cũng không trốn tránh bệnh tình của người bệnh, bây giờ thần nữ là đại phu của Lương Vương, mặc dù thần nữ mạo phạm nhưng không thể không nói cũng không thể biết mà không chữa. Đôi môi hoàng hậu mấp máy, bà ta kéo thương mai về phía mình, ngươi nói gì? Ngươi nói ngươi có thể chữa à? Ngươi có thể chữa à? Hoàng hậu hỏi dồn dập mấy lần rồi nhìn hạ thương mai đăm đăm, dường như bà ta không muốn bỏ lỡ bất kỳ một chữ nào thốt ra từ miệng cô, thậm chí đến vẻ mặt của cô cũng không muốn. Hạ thương mai định nói nhưng du ma ma lại đi vào trong, nương nương, thừa tướng hạ dẫn phu nhân vào cung, nói là muốn gặp hoàng hậu hoàng hậu phất tay không ngờ gương mặt bà ta lại có vẻ chán ghét kêu bọn họ chờ trước đã Dù ma ma do dự một lúc rồi nói nhưng mà bọn họ đã quỳ bên ngoài điện trường sinh rồi ai cho phép bọn họ đến điện trường sinh thế là ai nói cho bọn họ biết bổn cung đang ở điện trường sinh hoàng hậu nổi trận lôi đình Dù ma ma đáp là mai phi nương nương cùng đến với bọn họ đấy ạ à? gương mặt bọn họ toát ra vẻ không vui mai phi có một cung nữ vội vàng chạy vào trong, đại tiểu thư, phán quan đại nhân mời người sang một chuyến. Hạ thương mai khom lưng chào hoàng hậu, nương nương, thần nữ xin đi trước. Vốn dĩ hoàng hậu muốn hỏi ngay nhưng thấy Mai Phi và thừa tướng hạ đột một quấy giày mình, bà ta vừa sốt ruột lại vừa ảo não. Nhưng nghe thấy phán quan ngự y viện tìm hạ thương mai, cứ nghĩ lương vương xảy ra chuyện gì, bà ta bèn vội vàng đi theo vào trong phán quan ngự y viện bước ra đón bọn họ rồi nói với hạ thương mai, đại tiểu thư, vương gia ăn bao nhiêu là nôn bấy nhiêu, nôn ra dịch đen. Hạ thương mai kiểm ra bãi nôn, khám mạch cho lương vương rồi mới nói, không nguy hiểm gì cả, ngài ấy nôn thuốc ra rồi, một ngày uống thuốc ba lần làm giả dày hơi tổn thương, khó tránh khỏi việc bị nôn, kể từ sáng mai đổi thành một ngày hai lần thuốc. Được rồi, bổn quan sẽ đi dặn dò ngay. Phán quan ngự y viện khom lưng chào hoàng hậu rồi đi ra ngoài hoàng hậu nghe nói không có gì cũng cảm thấy hơi yên tâm bà ta ngồi xuống bên cạnh an ủi lương vương rồi mới đi ra ngoài nương nương người muốn gặp hay muốn đuổi đi ạ à? su ma ma lại hỏi tiếp hoàng hậu cười lạnh bổn cung đi gặp bọn họ không cho phép bọn họ vào đây dạ mời nương nương rời giá su ma ma khom lưng mời sau khi hoàng hậu đi được hai bước bà ta quay lại nhìn Du ma ma bà đi theo hạ thương mai xem cô ấy có dặn dò gì không bà đã sống lâu trong cung, đám cung nữ kia chẳng biết cách nhìn sắc mặt người khác, để bọn họ hầu hạ lại làm lỡ việc của hạ thương mai, bà đích thân đi làm đi. Dù ma, ma mặt không đổi sắc, bà ta nghiêm mặt giả. Sau khi dặn dò hai cung nữ vào trong hầu hạ, bà ta bèn quay người đi vào trong điện. Hoàng hậu bước ra ngoài nhưng lại chẳng nhìn thấy thừa tướng Hạ và Mai Phi. chương 44, Hạ thừa tướng nhập cung. Vốn dĩ hạ thừa tướng thấy hoàng hậu mãi không chịu kiến liền cho rằng hoàng hậu đang thịnh nộ, bèn đi tìm hoàng thái hậu. Thị vệ bước tới nói, bẩm hoàng hậu nương nương, hạ thừa tướng và mai phi nương nương đã đến thọ an cung, nói là thỉnh an hoàng thái hậu. Hoàng hậu bộc phát tức giận, thật là hồ nháo, muốn đi thỉnh an hoàng thái hậu, còn tới tìm bổn cung làm gì. Hoàng hậu tức giận bừng bừng quay lại, muốn tiếp tục hỏi thương mai. Nhưng mà, cô đã hơ châm, tiến hành châm cứu phần ruột lương vương. Cô nửa quỳ bên giường, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, không còn khép nép như lúc vừa tiến cung trước đây, cô bây giờ chính là một đại phu đầy tự tin. Hoàng hậu thấy vậy, trong lòng có chút ảo não hôm đó rót hồng hoa cho cô, nếu cô thật sự có thể gả cho A Toàn cũng là một chuyện tốt. Nhưng mà suy nghĩ này chỉ thoáng lướt qua, dù sao thì cô cũng đã từ hôn trước mặt mọi người rồi, nếu nàng ta còn bằng lòng tiếp nhận cô làm lương vương phi, nhất định sẽ bị thiên hạ chê cười hoàng hậu tranh thủ lúc thương mai đang châm cứu ngồi cạnh chuyển động Phật Châu đọc kinh văn. Thời gian châm cứu khá dài, hoàng hậu cũng không an tâm niệm kinh, cứ nghĩ tới chuyện thương mai vừa nói. Tâm trạng nàng ta rất loạn, như vui mừng, lại như khủng hoảng, nàng ta không dám mong đợi, nhưng lại không nhịn được mong đợi. Ký ức bay trở về năm đó, người y tàn khốc nói với nàng ta, vết thương trên chân lương vương rất nghiêm trọng, hơn nữa đã bị thương đến chỗ kín, có khả năng sau này không thể sinh hoạt vợ chồng nữa, không cách nào nối dõi tông đường. Tin tức này như xét đánh giữa trời quang, đánh nát trái tim nàng ta. Hắn vốn có cơ hội trở thành thái tử nhất, lại vì không thể sinh hoạt vợ chồng mà cắt hết hy vọng. Cả đời này của nàng ta, xuất thân hiền hách, danh môn khuê tú, nhập cung làm hoàng hậu, tôn quý bất phàm, cuộc đời của nàng ta hẳn rất hoàn hảo, nhưng mà, chỉ có điểm này là đau đớn vĩnh viễn của nàng ta. Nàng ta vốn đã tuyệt vọng, bây giờ bỗng nhiên có người tới nói với nàng ta, hắn vẫn có thể chữa khỏi, sẽ tốt lên, giống với những người đàn ông khác, sau này thành ra lập nghiệp, nối dõi tông đường. Nàng ta trước giờ không dám suy nghĩ xa vời như vậy, trước đây cũng chỉ từng thấy hắn có thể đi đường như người bình thường, không đến mức bị gọi là phế vật. Lúc mộ dung khanh bước vào liền nhìn thấy tay hoàng hậu xoay chuyển Phật Châu, sắc mặt ngơ ngác. Chàng bước tới gọi một tiếng, hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu hồi thần, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, vương ra tới rồi. Vâng, mộ dung khanh nhìn nàng ta, hỏi, hoàng hậu không sao chứ? Sắc mặt không tốt lắm, có phải mệt không? Nếu không người quay về nghỉ ngơi, bổn vương canh giữ ở đây là được. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn thương mai đang châm cứu cho lương vương, nàng ta đương nhiên không chịu rời đi, trên thực tế nàng ta bây giờ không hy vọng bất kỳ ai đi vào, nàng ta có chuyện rất quan trọng muốn hỏi hạ thương mai. Nhưng đối diện với mộ dung khanh, nàng ta cũng không thể biểu lộ ra tí thi nào, mặc dù nàng ta biết quan hệ giữa mộ dung khanh và lương vương rất tốt, nhưng hoàng thượng bệnh nặng, lại để chàng tạm thời nhiếp chính, vị trí thái tử bỏ trống, điều này ít nhiều cũng khiến nàng ta phòng bị. Một khi hoàng thượng băng hà, nếu mộ dung khanh muốn cướp ngôi đăng cơ, thật sự là dễ như trở bàn tay. Cho nên, mặc dù nàng ta cảm kích sự quan tâm của mộ dung khanh đối với lương vương, lại cũng không thể thả lỏng phòng tuyến đặc biệt là nếu chàng đối với a toàn cũng là hư tình giả ý vậy thì thật sự không ổn bồn cung không sao chỉ là hơi mệt thôi ngồi ở đây một lát thì ổn rồi trong đầu hoàng hậu hỗn loạn cũng không muốn ứng phó nhiều chỉ trả lời một câu có lệ mộ dung khanh nhìn nàng ta cũng không hỏi nữa giữa họ vốn chỉ có thể duy trì hòa hợp ngoài mặt mà thôi chàng cất bước đi tới nhìn thương mai đang châm cứu cho lương vương hôm nay chàng cũng hưởng thụ một lần cảm thấy rất thoải mái bèn nói nàng chế một chút lại giúp bổn vương châm cứu một lát thương mai ngẩng đầu vâng sắc mặt chàng có chút mệt mỏi trên người có mùi rượu nồng nặc lúc này đi uống rượu hơn nữa chàng đau đầu vốn không nên uống rượu thương mai đã nhập vai bác sĩ bèn bất giác nói nếu vương ra đau đầu thì uống ít rượu một chút mộ dung khanh nhớn mày nàng còn chưa gả cho bổn vương thì đã muốn quản bổn vương rồi lương vương nhàn nhạt nói hoàng thúc muốn tình tứ thì đi sang một bên, đừng cản biệt nhi trị bệnh. Ui, thằng nhóc này, vừa chuyển biến tốt thì đã bắt đầu miệng thối rồi. Mộ dung khanh phì cười, bờ môi mỏng cong lên nụ cười xinh đẹp. Thương mai làm đặc công nhiều năm như vậy, nàng có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra là cười thật lòng hay giả ý, nhiếp chính vương cười từ tận đáy lòng, nụ cười này rất nhạt, giống như ánh mặt trời trong suốt chiếu trên tảng băng, một lớp mỏng manh lại hòa tan băng giá ngàn năm biệt nhi chỉ có thể thối miệng vài ngày thôi mấy ngày sau ngay liền đưa cả người và trâm về cho hoàng thúc thế nào lương vương trêu chọc có thể thấy tinh thần tốt hơn nhiều thương mai cầm trâm mặt không chút cảm xúc giống như nghe không hiểu lời hai người nói trong lòng nàng đang nghĩ một chuyện đó chính là hạ thừa tướng nhập cung làm gì vừa rồi du ma ma nói ông ta cùng phu nhân nhập cung vị phu nhân này là mẫu thân hay là trần nguyệt nhung hẳn không phải mẫu thân ông ta bây giờ nào dám dẫn mẫu thân nhập cung. Ông ta không phải không biết hai mẹ con họ bây giờ đã không còn đếm xỉa gì nữa, không sợ mẫu thân nói linh tinh trước mặt Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu sao. Chẳng lẽ là Trần Nguyệt Nhung, nghĩ lại có khả năng, Trần Nguyệt Nhung trước giờ khéo mồm, lại giỏi đóng kịch. Chỉ là, họ nhập cung làm gì, chẳng lẽ chỉ vì dò thám tin tức, hôm nay nhiếp chính vương đã nói với nàng, hạ thừa tướng luôn dò hỏi chuyện của nàng trong cung. Nhưng mà, thông minh như lão phu nhân, hẳn sẽ biết bây giờ lấy bất biến ứng vạn biến mới là kế sách tốt nhất, sao có thể để họ nhập cung mạo hiểm. Phải biết rằng, bây giờ người tướng phủ nói gì cũng là sai lầm. Chẳng lẽ có người truyền ra ngoài, nói nàng chữa bệnh cho lương vương? Chuyện này hẳn không thể nào, dù ma ma đã nói, tin tức nàng chữa bệnh cho lương vương đã bị phong tỏa. Thương Mai có chút tin tưởng, dù sao thì tôn công công trong cung hoàng thái hậu đã tới. Mặc dù thị vệ không thể tiến cung chỉ có thể ở ngoài điện, nhưng ít nhiều cũng có thể thăm dò chút tin tức. Thương Mai không biết Mộ Dung Khanh mang cho tướng phủ một tin tức, nói cô đã bị nhốt vào bạo thất rồi. Quả thực sau khi tin tức bị Nghiêm Vinh truyền ra ngoài, Tương phủ hay tin, lão phu nhân bèn kêu hạ thừa tướng nhập cung gặp mặt hoàng hậu. Trần Nguyệt Nhung chủ động muốn cùng nhập cung, bởi vì sau khi nhập cung phải gặp Mai phi nương nương trước, hạ thừa tướng là nam quyến, không thể tùy ý cầu gặp Mai phi, cho dù gặp được cũng không thể bàn chuyện riêng tư, đương nhiên phải dẫn theo nữ quyến nhập cung. Mai phi cũng không rõ ràng tình hình lắm, nhưng cũng nghe nói hoàng thái hậu phẫn nộ, không biết là vì nguyên nhân gì mà muốn nhốt thương Mai vào bạo thất. căn cứ điểm này, hạ thừa tướng càng tin tưởng không chút nghi ngờ, vội vàng thỉnh cầu Mai phi dẫn họ đi gặp hoàng hậu. ai biết đến trường sinh điện, hoàng hậu trần chờ không tuyên triệu, cũng không ra gặp mặt, hạ thừa tướng liền cho rằng hoàng hậu đang thịnh nộ, càng thêm lo sợ. Trần Nguyệt Nhung bèn đề nghị đi tìm Hoàng Thái Hậu Thỉnh An trước, ra tay từ chỗ bà ta. Mai Phi cũng cảm thấy có lý, bèn dẫn hai người đến Thọ An Cung. Hoàng Thái Hậu tối qua không ngủ, hôm nay sau khi tiến Hoàng Thái Phi đi bèn ngủ một lát trong tầm điện, vừa tỉnh dậy đã nghe thấy Tôn Công Công nói hạ thừa tướng và Mai Phi cầu kiến. Hoàng Thái Hậu cũng biết rõ chuyện từ hôn hôm đó, cũng nghe nói chuyện thương mai náo loạn ở cửa tướng phủ, nghe hạ thừa tướng cầu kiến, bèn nói, để ông ta vào đi, ai ra cũng muốn hỏi ông ta một chút, khuê nữ tốt như vậy không nâng niu trong lòng bàn tay lại muốn trả đạp ngược đãi là đạo lý gì. chương 45, tội danh của Liên Thị. Mai Phi dẫn Hạ Thừa Tướng và Trần Nguyệt Nhung vào điện. Mai Phi chậm rãi bước vào, quỳ xuống, thần thiếp thỉnh an Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu Phúc Thọ Khang Ninh. Sau khi Mai Phi hành lễ xong, Hạ Thừa Tướng dẫn Trần Nguyệt Nhung bước tới, thân đặc biệt dẫn phu nhân nhập cung thỉnh an Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu Vạn Phúc Kim An hoàng thái hậu hít mắt thừa tướng tới rồi mau đứng dậy đi hạ thừa tướng đang quỳ bỗng nhiên gào khóc thần không dám thân có tội hoàng thái hậu sửng sốt chuyện gì vậy ngươi khóc cái gì trần nguyệt nhung khấu đầu mắt rưng rưng hoàng thái hậu minh giám thiếp thân hôm nay theo phu quân nhập cung thỉnh tội hoàng thái hậu à một tiếng kinh ngạc hỏi thỉnh tội gì hạ thừa tướng nước mắt nước mũi lem nhem bi thương nói hoàng thái hậu Chính là chuyện nữ nhi của thân hạ thương mai từ hôn lương vương, thân thực sự không biết nàng lại dám làm vậy, trước khi thành thân, thân từng hỏi nàng, bản thân nàng nói đồng ý, thân mới dám bắt tay cử hành hôn sự, ai biết sau khi kiệu hoa tới cửa nàng lại từ hôn, hơn nữa còn nói nàng linh tinh náo loạn một trận. Sau đó thần điều tra mới biết là chủ ý của thân mẫu nàng liên thị, liên thị ưa đố kỵ, ganh ghét nguyệt nhung sinh cho thân một nam một nữ, bản thân nàng ta lại không có con trai bèn xúi dục thương mai lấy chuyện này để báo thủ Nguyệt Nhung và thần. Thần có tội, thần không quản tốt chuyện nhà mình, liên lụy lương vương điện hạ, hại điện hạ mất hết mặt mũi, thần thật sự chất vạn lần cũng không hết tội. Hoàng Thái Hậu có chút chấn động, chuyện từ hôn quả thực đã náo loạn khiến toàn thành sóng gió, liên thị sao có thể làm loạn như vậy. Nghe nói nàng trước đây là nữ tử tài hoa hơn người, có thể thấy nữ tử không tài chính là Đức, lời này quả không sai trong lòng hoàng thái hậu đã có kết luận của riêng mình chỉ là điều bà nghi hoặc là chuyện cũng đã qua nhiều ngày như vậy rồi hoàng hậu cũng không truy cứu họ lại cứ khăng khăng nhập cung thỉnh tội là vì sao bà ta khựng lại một lát rồi hỏi đúng rồi trước đây lương vương có nói với ai ra người hắn lấy là nhị tiểu thư tướng phủ hạ oanh nhiễm sao lại biến thành hạ thương mai chứ sau khi đổi thành hạ thương mai liên thị đồng ý sao trần nguyệt nhung khóc nói hoàng thái hậu khoan dung phu nhân trong phủ chướng mắt thiếp thân không phải là chuyện ngày một ngày hai, thiếp thân luôn nhẫn nhịn, nhưng nàng vẫn không hài lòng, muốn đuổi thiếp thân đi, mới dẫn tới chuyện từ hôn lần này, lúc đó là thương mai câu chúng thần, nói nàng muốn gả cho lương vương, trong lòng ngưỡng mộ lương vương đã lâu, kêu anh nhiễm nhường mối hôn sự này cho nàng, nàng rõ ràng là tự mình nguyện ý, nhưng cuối cùng lại nói mình bị ép trước mặt lương vương, thiếp thân không trách thương mai. Nàng chỉ là một đứa bé, cũng chỉ bị mẫu thân nàng lợi dụng. Hoàng Thái Hậu nghe vậy thì châm ngâm, nhìn sang Mai Phi, chuyện của tướng phủ ngươi biết chứ. Mai Phi mỉm cười bước tới, kêu tôn công công rời đi, tự mình hầu hạ Hoàng Thái Hậu dùng trà, Thái Hậu, chuyện tướng phủ thân thiếp ít nhiều cũng biết một chút, hai vị thiên kim của tướng phủ cũng thỉnh thoảng nhập cung thỉnh an thần thiếp, sau khi hôn sự được định đoạt, thương Mai cũng từng tới, lúc đó thần thiếp hỏi nàng có bằng lòng gả cho Lương Vương không, nàng nói nàng bằng lòng. Hoàng Thái Hậu nhìn nàng ta, sắc mặt bình tĩnh nghĩa là chuyện từ hôn là chủ ý của hạ thương mai và liên thị tại sao nàng muốn làm vậy mai phi dâng trà tới khẽ thở dài thái hậu có điều không biết liên thị tự phụ tài tình kiêu ngạo khinh người tự cho rằng mình là người khác biệt trên đời chỉ toàn dung tục trước đây nàng ta khinh thường nguyệt nhung vì nguyệt nhung là quả phụ từng thành thân một lần trong lòng luôn khinh thường sau đó thấy nguyệt nhung vẽ tranh tốt hơn nàng ta từ đó bèn bắt đầu lấy quyền thế phu nhân để chèn ép nguyệt nhung Nguyệt Nhung vì nhẫn nhịn đã thể độc rằng không bao giờ vẽ tranh nữa, như vậy mới khiến nàng ta dừng được vài ngày. Chỉ là, sau đó Nguyệt Nhung sinh hạ xong bào thai, có con trai trước nàng ta, tướng phủ liền vì lòng đố kỵ của nàng ta mà hỗn loạn, không tránh khỏi gà bay chó sủa. Trong quá trình này, tính tình nàng ta cũng ngày càng vặn vẹo, trở nên vô cùng cổ quái, trong nhà có khách, nàng ta bèn lại nhảy với người ta, nói xấu Nguyệt Nhung, đây là chuyện mọi người đều biết. Mà lần này, nàng ta càng là bố cục cẩn thận, mục đích chính là để báo thủ tướng ra và nguyệt nhung hoàng thái hậu nghe lời mai phi cười nhạt liên thị ở trong miệng các người thật sự là ác độc không thể dung thứ hạ thừa tướng mặt đầy bi thương nói có lẽ thân không đủ đức hạnh mới gặp phải vợ giữ con hư hoàng thái hậu nhìn ông ta vậy lần này các người nhập cung là muốn thỉnh tội hay thế nào hạ thừa tướng nghe vậy nhất thời không rõ thái độ của thái hậu ngẩng đầu nhìn mai phi mai phi trách móc nên thỉnh tội thì thỉnh tội Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu trách tội thế nào, các ngươi đều phải nhận. Hạ thừa tướng quỳ xuống nói, thần xin Hoàng Thái Hậu giáng tội. Hoàng Thái Hậu vẫn không hiểu, đầu tiên không vội có giáng tội không, nếu có tội, đương nhiên sẽ giáng, ai ra không hiểu, người nói liên thị muốn báo thủ tướng ra và Trần Nguyệt Nhung, vậy chẳng lẽ nàng ta không biết từ hôn trước toàn trường sẽ liên lụy tới con gái nàng ta hạ thương mai sao? Mai Phi thở dài, sao nàng ta lại không biết, thực ra thương mai cũng rất đáng thương, mặc dù nói nàng là con ruột liên thị, nhưng liên thị động chút là đánh mắng, vốn không đối xử với nàng như con ruột, nếu thái hậu không tin thì có thể sai người điều tra thân thể hạ thương mai, những vết thương cố trên người nàng đều là do liên thị đánh, trước đó thân thiếp nói tính tình liên thị vặn vẹo, cho nên nàng ta biết rõ kêu thương mai từ hôn nhất định sẽ liên lụy tới thương mai, nhưng vì lật đổ tướng phủ, nàng ta đã không màng tới nữa. Hoàng Thái Hậu mặc dù bước đầu hiểu chuyện này, nhưng nói tới liên thị, bà ta vẫn không hiểu. Ban đầu bà ta cho rằng Mai Phi chỉ là nói chuyện giúp hạ thừa tướng, nhưng bây giờ nghe tới trên người hạ thương Mai có vết thương cũ, chuyện này không thể làm giả. Chẳng lẽ Liên thị thật sự muốn lợi dụng cả con gái ruột của mình? Bà ta gọi Tôn Công công tới, người biết được bao nhiêu về Liên thị. Tôn Công công đáp, hồi bẩm thái hậu, Liên thị mấy năm nay rất ít khi ra ngoài, hầu như không mấy lộ mặt, bên ngoài không ai biết tính tình nàng ta bây giờ, chỉ là trước đây nàng ta quả thực tài tình khắp thiên hạ rất nhiều người ngưỡng mộ. Điểm này ai ra biết lão nhị ngốc không phải không chịu thành thân chính là vì chờ đợi nàng ta sao? Hoàng Thái Hậu không vui nói. Hoàng Thái Hậu có bất mãn với liên thị đương nhiên bà ta biết không thể trách được nàng là lão nhị si mê từ năm 16 tuổi nhìn thấy liên thị 13 tuổi liền tuyên bố không phải nàng thì không lấy lúc đó mọi người đều cho rằng hắn chỉ là tính tình trẻ con ai biết hắn lại thật sự vì nàng ta mà cả đời không lấy thê tử. Hạ thừa tướng nghe thấy lời này của Thái Hậu, sắc mặt có chút không tự nhiên, chuyện ông ta để ý nhất đời này chính là liên thị đã là phu nhân của ông ta nhưng bên ngoài vĩnh viễn có một đám người theo đuổi cuồng nhiệt. Ông ta theo đuổi liên thị cũng tốn sức chín châu hai hổ, nhưng mà liên thị từ sau khi gả vào cửa giường như cũng không còn là tài nữ tiếng tăm lừng lẫy nữa, điều này khiến ông ta rất thất vọng. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 3